Vâng, xin chào, xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đang xem. Và đó là điều mà vũ trụ cũng muốn cho mỗi con người của chúng ta. Xin chào tất cả anh em mình nhé. Hãy kiên nhẫn, kiên trì. Và những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, đó là những điều vô cùng phi thường. Và những thứ này sẽ cho chúng ta, đó là sự bất bại để làm nên cái thành công này. Chào em Quyên Nguyễn, chào Phé nhé, chào em xinh đẹp. Chào các em. Phé hôm nay lên cùng với chị được không? Em dám đón nhận thử thách, dám đón nhận thử thách, chúng ta sẽ có vinh quang. Vâng, và bây giờ thì xin được bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay. Xin được kính chào tất cả quý cô chú anh chị cùng tất cả các bạn cũng như các quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Ngày hôm nay một chủ đề của chúng ta vô cùng tuyệt vời, đó là biết bản thân mình thì bạn sẽ biết cả thế giới. Biết bản thân mình cũng giống với việc là chúng ta xác định được cái điểm đầu tiên, cái đích đầu tiên, cái điểm xuất phát của chúng ta đó là gì. Rất là nhiều người và rất là nhiều những bạn trẻ ngoài kia, khi mà chúng ta muốn tiến tới một những cái mơ ước của chúng ta thì điều đầu tiên chúng ta xác định xem là cái vạch đầu tiên của chúng ta, cái vạch xuất phát của chúng ta nó là gì. Nhưng ai thì cũng mong muốn những cái điều mà hạnh phúc thịnh vượng, cũng mong muốn những cái điều lớn lao hơn mà chúng ta đang có. Vậy thì có rất là nhiều người khi mà được trình bày, khi được nói về những cái kế hoạch của mình tiếp theo thì thông thường là nhận được ở những người thân, những người xung quanh đó là gì? Hãy bớt mơ mộng hão huyền đi. Hãy tỉnh ngộ đi. Nào, hãy bớt ảo vọng đi. Hãy nhìn vào thực tế. Và sau đó thì điều gì xảy ra đối với các bạn thì các bạn biết rồi. Tuy nhiên, trong số cả trăm bạn nhỏ ngoài kia sẽ có từ 5 đến 10 bạn. Khi nghe thấy những cái lời lẽ như thế thì các bạn chỉ cười thôi và các bạn bước tiếp. Và điều cuối cùng chúng ta đã biết được cái kết của các bạn ấy. Đó là những người thành công. Và cũng rất là nhiều người khi mà đúc rút lại những kinh nghiệm từ những người mà đã thành công trước thì tất cả đều nhận định một điều rằng đi ngược đám đông thì mới là người thành công. Vậy thì tại sao lại như vậy? Đây là một chủ đề khá là đặc biệt, đúng không ạ? Tuy nhiên thì với góc nhìn của mình, Lan cũng mong muốn chia sẻ được những cái phần mà Lan đã nhận thấy để chúng ta tiến tới một cái cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng trong cái chương trình chuỗi livestream hạnh phúc, thịnh vượng, bình an cho tất cả chúng ta. Thực ra thì mọi thứ đều bắt nguồn từ chính chúng ta. Chúng ta mơ ước một điều gì đó. Mơ ước của chúng ta khi mà học xong trung học, đó là vào một trường đại học. Mơ ước của chúng ta đó là chúng ta trở thành những anh bộ đội. Mơ ước của chúng ta trở thành những cô giáo. Mơ ước của chúng ta trở thành những nhà kiến trúc sư. Mơ ước của chúng ta trở thành những lập trình viên. Mơ ước của chúng ta cao xa hơn đó là gì? Mơ ước được bay lên cung trăng. Đó là những cái mơ ước vô cùng đẹp và chúng ta trân trọng điều này. Chính vì thế mà mọi thứ đều bắt đầu từ chúng ta. Nhưng mơ ước này có trở thành thực sự thực hay sao không? Thì đó lại là tự mỗi người, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái điểm xuất phát của chúng ta với những cái mơ ước đấy nó có thành sự thật hay không? Thì cái điểm xuất phát của chúng ta phải là quan trọng.
Nếu như mà chúng ta không nói được, không thể nói điều mà chúng ta ước, thì đó cũng đồng nghĩa với việc là không có đích đến. Thế nhưng mà thông thường thì chúng ta thấy là cái đích đến nhiều hơn là cái việc mà chúng ta biết, đúng không ạ? Cho nên cái việc mà để cài đặt ở phía bên trong mình, biết về bản thân mình, thì chúng ta sẽ có cả cái thế giới của chúng ta, có cả những cái ước mơ của chúng ta. Điều này có đạt được hay không? Nó là đạt được. Và dù là sau này trở thành bác sĩ, kỹ sư hay giáo viên, thì cái niềm mơ ước lớn nào nhất đó là gì? Một gia đình hạnh phúc và một cuộc sống thịnh vượng. Ai cũng mong muốn điều này. Và ngày hôm nay, chương trình của chúng ta đó là biết về bản thân mình thì chúng ta sẽ có hạnh phúc và thịnh vượng. Vậy thì làm thế nào để biết về bản thân mình? Đó là chúng ta phải hiểu được cái tâm của chúng ta đang mong muốn điều gì và chúng ta đang ở ở đâu, bắt đầu từ đâu. Bởi vì thực ra là chúng ta không thể nói điều mà chúng ta không biết, đúng không ạ? Và chúng ta cũng không thể là chia sẻ những cái cảm giác mà chúng ta không cảm thấy. Hay nói cái khác là chúng ta cũng không thể dịch những cái gì mà chúng ta không biết về chúng ta. Chúng ta không biết về đối phương mà chúng ta lại nói về đối phương, đúng không? Chúng ta không biết về một cái dự án nào đó mà chúng ta lại cho quyền chúng ta nói về nó. Khi mà chúng ta chưa biết, chưa hiểu, vậy thì cái điểm xuất phát của chúng ta nó nằm ở đâu? Đó chính là ở trong tâm trí của chúng ta. Như hôm trước Lan có chia sẻ trong cái livestream, thì để mà cái tư duy của chúng ta đi theo cái hướng đúng đắn mà chúng ta lại mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng, thì điều đầu tiên chúng ta phải biết được cái tư duy của những người thành công. Bởi vì cái con đường ngắn nhất để đến thành công của chúng ta phải xem người thành công người ta làm gì và người ta suy nghĩ gì. Và chúng ta cũng biết được rằng là cái thế giới bên trong của chúng ta nó quyết định cái thế giới bên ngoài của chúng ta, mà thế giới bên trong ấy thì nó lại được hiển lộ bằng cái tâm trí của chúng ta suy nghĩ gì, cái tâm của chúng ta suy nghĩ cái điều gì. Phần này trong rất nhiều livestream thì Lan cũng đã nói rồi, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta hãy cùng xem là bản thân của chúng ta đã có những lúc mà chúng ta mơ ước những cái điều mà trước đây những người thành công người ta mơ ước hay chưa. Vậy thì rất là nhiều bạn trẻ khi mà gặp gỡ và trao đổi thì các bạn nói rằng là đã là người thành công thì rất rất là khó gặp, rất là khó gặp. Và người thành công thì người ta không có dễ dàng gì mà gặp được, đúng vậy. Nếu như chúng ta không có mục đích chính, nếu như chúng ta không biết và không sử dụng cái thông minh của mình để đặt những cái câu hỏi và đặt những cái yêu cầu, thì chúng ta cũng khó lòng mà tiếp cận được. Tuy nhiên thì nó cũng không phải đến cái mức độ là chúng ta không thể mà gặp được những người đó đâu. Chỉ là chúng ta có ước muốn hay không. Chúng ta có ước muốn hay không? Trong một số những cái buổi trao đổi với lại các bạn trẻ thì Lan thấy một điều đó là các bạn có những cái ước mơ và những cái hoài bão rất là tốt. Tuy nhiên thì sau một cái khoảng thời gian khi gặp lại thì các bạn nói rằng đó chỉ là cái ước mơ ngày xưa thôi. Còn bây giờ thì tỉnh ngộ rồi cô ạ. Tất cả nó đều không phải là như những cái thứ mà màu hồng em đã nghĩ. Tại sao lại như vậy? Tại sao trong một cái quá trình mà chúng ta đi ra làm, chúng ta học nghề xong rồi chúng ta đi ra làm mà chúng ta lại lại bị nó ngăn trở như vậy? Cái đó là do ai? Do chúng ta hay là như thế nào? Thì điều này có lẽ rằng là mỗi bạn đang xem chương trình ở đây, các bạn cũng sẽ nhận thấy mình cũng đã có những lúc như vậy, đúng không ạ? Ở bên trong của chúng ta, những cái ước muốn, những cái mơ ước, những cái mà chúng ta mong muốn khi mà chúng ta nhìn ở cái xã hội xung quanh, thì chúng ta sẽ thấy rằng con người
đều có những cái suy nghĩ để cho cuộc sống của mình tốt hơn cái lúc ban đầu. Tuy nhiên thì không phải là chúng ta mơ ước mà chúng ta đã được. Khi mơ ước rồi thì chúng ta phải chọn lựa. Nhưng cái chọn lựa này thì chọn như thế nào để cho mà chúng ta có thể tiến tới được, thì cái điểm xuất phát của chúng ta nó vô cùng quan trọng. Quá trình mà chúng ta mong ước đó là những cái ước mơ mà ngay từ thuở bé, ngay từ thuở ấu thơ chúng ta cũng đã có. Hay ngay khi mà chúng ta rời ghế nhà trường, thế nhưng sau một khoảng thời gian lấy vợ, lấy chồng, sinh con rồi, thì những cái ước mơ đó nó sẽ được dần hiển lộ ra, xem là nó đã đúng hay sai. Nhưng mà từ xưa đến giờ thì không có ai hướng dẫn chúng ta cả, mà chỉ là theo một cái thói quen. Như cái thói quen ban đầu, ví dụ về cái ước mơ tài chính, khi mà chúng ta mà mong muốn gì, chúng ta mong muốn đó là có một cái công ăn việc làm ổn định, sau đó có cái thu nhập hàng tháng, để rồi như vậy là cũng giống như đời ông đời cha của chúng ta. Chúng ta sẽ có được cái lương ổn định, cái thu nhập ổn định. Và sau này thì khi mà chúng ta về hưu thì chúng ta lại có được cái an sinh xã hội, tức là chính phủ sẽ lo cho lương hưu. Và đây là những cái quan niệm mà từ cái thời xa xưa, khi mà chúng ta đánh thắng giặc Mỹ năm 1975, chúng ta thống nhất đất nước. Và lúc này các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, rồi mọi người tập trung vào để xây dựng lại một cái cuộc sống, vá lại những cái lỗ hổng của bom đạn. Và những người có công ăn việc làm trong các nhà máy xí nghiệp thì trở nên là có lương. Còn những người mà làm ở nông thôn ấy, thì chúng ta lại không có cái mức thu nhập. Chính vì điều này, khi mà chúng ta nhìn nhận về những người làm công nhân, những người làm bộ đội, chúng ta cảm thấy rất là tự hào và có một cái chút gì đó là ngưỡng mộ họ, đúng không ạ? Thế nhưng mà lâu dần, khi mà chúng ta đã bình ổn được cái cuộc sống rồi, bắt đầu chúng ta mới nhìn nhận ra xung quanh, thì lúc này tất cả mọi thứ nó đang thay đổi. Nó đang thay đổi một cách ngoạn mục và chúng ta không theo kịp với những điều như thế. Thế nhưng mà bên trong của chúng ta thì nung nấu, nhưng mà chúng ta không dám bước ra bên ngoài. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả ở ngoài kia nó vẫn đang diễn ra. Và hàng ngày thì những cái khó khăn nó vẫn đến với chúng ta. Thế thì với cái chủ đề đó là gì? Biết bản thân mình, bạn sẽ biết thế giới. Thì khi mà chúng ta mơ ước được điều này thì đó chính là chúc mừng các bạn. Các bạn đã dám mơ. Nhưng mà dám mơ rồi thì phải biến cái mơ đấy nó thành hành động. Vậy thì chúng ta phải cài đặt bên trong của chúng ta. Phải có tư duy của những con người thành công, phải có những cái tư duy của những cái người mà người ta đã đi trước, để mà chúng ta nhận định được chúng ta đang ở đâu, đang ở mức độ nào, để chúng ta chiến thắng về nó. Thế thì trong cái cuộc sống thường nhật hàng ngày thì điều này nó đến với tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng gì giới trẻ đâu. Kể cả những cái người mà bằng tầm tuổi như Lan, hoặc là những người độ khoảng là 35-40, thì lúc này các bạn đã có sự nếm trải ở trong cái thực tế cuộc sống. Bởi vì đối với một con người thì 72,3 năm đó là cái tuổi trung bình của người Việt Nam chúng ta. Thế thì 72,3 năm thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta trừ đi 22 năm để chúng ta học tập, 22 năm để học tập, thì chúng ta còn lại cái khoảng thời gian là khoảng độ 50 năm. 50 năm này thì hiện nay đối với cái lứa tuổi mà về hưu
làm ở trong những cái nhà máy xí nghiệp thì chúng ta phải cống hiến độ khoảng từ 30 đến 35 năm. Đấy, 30 đến 35 năm. Thì chúng ta chỉ còn 15 năm cho tuổi già. Nhưng ở 15 năm cho tuổi già này thì lúc này cái nhu cầu về cuộc sống, cái nhu cầu của cuộc sống của họ thì lại cần kíp hơn khi mà chúng ta còn trẻ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi mà chúng ta là người già rồi ấy, thì lúc này cái chi phí về y tế nó tăng lên rất là lớn. Bởi vì lúc này tất cả các tế bào ở trong cơ thể chúng ta bắt đầu nó đã già cỗi. Nó đã già cỗi. Và chúng ta cũng đã bỏ ra những cái năm tháng thanh xuân để chúng ta làm việc. Làm việc đến quên mình. Và chính vì như vậy thì cái ước mơ lúc này của người về hưu đó là gì? Có tiền để trang trải về chi phí y tế. Có tiền để có thể cho con cháu, để chúng có cái nghề nghiệp tốt hơn, chúng được học hành tốt hơn. Có tiền để có thể về thăm quê hương. Có tiền để có thể là đi chơi với bạn bè đây đó. Bởi vì khi mà cái chi phí y tế mà nó nâng lên ấy, thì chúng ta đã biết được rằng là lúc này chúng ta đỡ không nổi. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta muốn là đi làm thêm cái công việc nữa thì chúng ta cũng rất là khó. Bởi vì đối với người già thì chúng ta tìm việc ở đâu? Mà hiện nay á, thì những cái công ty xí nghiệp ấy, thì cái sự thay đổi vận hành của thế giới hiện nay nó dẫn đến là cần phải có các công nghệ. Và bây giờ mắt mờ, tay chậm rồi, thì làm sao mà chúng ta có thể là cạnh tranh nổi với các bạn trẻ, đúng không ạ? Cho nên việc làm lúc này đối với chúng ta cũng rất là khó. Thế mà chúng ta đi trông con cho các bạn đấy, thì người già thì thường là cái tính nó cũng khó lên. Thì khi mà chúng ta đi làm một cái nghề mà chúng ta bảo rồi không cần đến công nghệ, đó là trông trẻ hoặc là làm một cái việc gì đó, tức là cái lúc này mà 65 tuổi chúng ta phải làm hiệp phụ á, thì lại có chịu đựng được những cái nhìn, những cái trách móc khi mà những cái em nhỏ nó nghịch như thế, nó khỏe như thế, nó chạy, nó nhảy rồi nó ngã, thì chúng ta làm như thế nào đây? Cho nên cái ước mơ của người già lúc này nó sẽ khác. Nó có thể là giống như cái ước mơ của ngày trẻ, nhưng mà nó cháy bỏng hơn. Vậy thì tại sao khi mà chúng ta đã thấy được những cái vấn đề này mà chúng ta lại không giúp cho lớp trẻ hiện nay, các bạn ấy nhận ra vấn đề này sớm, giúp cho con cái mình nhận ra vấn đề này sớm, để chúng ta làm gì? Trong 27 năm trưởng thành ấy, chúng ta làm thế nào để cuộc đời của chúng ta nở hoa, làm thế nào để chúng ta hạnh phúc ngay ở trong 27 năm trưởng thành? Bởi vì qua 27 năm trưởng thành rồi, chúng ta đi về viên mãn. Nhưng về viên mãn nhưng chúng ta đâu có được viên mãn, đúng không ạ? Bao nhiêu người mà ở trong đây nhận thấy rằng là mình như thế, chúng ta hãy comment con số 4, con số bậc thầy cho Lan nào. Mời em Hường lên nhé. Mời em Hường lên sóng nhé. Hường ơi, sao chị không thấy em? Hường thoát ra, Hường vào lại đi. Để lên đây nói chuyện cùng với chị nào. Nào, rất là cảm ơn em Hường, em Khoa. Chị Luyện và tất cả các quý cô chú anh chị đang xem chương trình livestream. Bạn khi biết bản thân mình thì bạn sẽ biết cả thế giới. Một cái chủ đề vô cùng là đặc biệt, đúng không ạ? Xin được mời một em gái xinh đẹp lên để nói chuyện với chúng ta. Đấy, như vậy chúng ta nhận thấy rằng là khi mà càng về già thì cái cuộc sống của chúng ta nó càng cần. Đấy, em đây rồi. Chào em xinh đẹp, ngày hôm qua hết pin đúng không? Em chào chị. Hôm nay có phía đằng sau rất là đẹp. Cô chú anh chị. Dạ. Ừ, Hương ơi,
Hôm nay á, cái chủ đề của mình đó là biết bản thân mình thì bạn sẽ biết cả thế giới. Thế khi biết bản thân mình thì trước từ bấy giờ thì trong vòng độ khoảng 10 phút vừa qua thì chị đang cùng nhắc nhở với tất cả quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đang xem livestream đó là gì? Chúng ta biết được cái ước mơ của chúng ta. Những cái ước mơ nó vô cùng tuyệt vời ngay từ thời trẻ cho đến khi mà về già, nhưng mỗi cái ước mơ này nó có khác nhau hay không? Và ở cái lứa tuổi mà gần về hưu như các chị thì nhìn nhận ra thế giới xung quanh và thấy được những cái người bạn của mình đã về hưu rồi thì mọi người cái mơ ước cuối cùng của họ đó là gì? Tại sao không có một cái thứ tài chính nào đó để đảm bảo? Tại sao không có nhiều tiền để mình có thể đi du lịch với bạn bè? Tại sao không có nhiều tiền để có thể cho con cái để chúng có thể là đỡ vất vả? Và tại sao không có nhiều tiền để mà có thể là làm được nhiều việc tốt hơn? Và chị thấy là cái ước mơ này nó rất là cháy bỏng ở trong tất cả các chị em. Đấy. Những người mà đặc biệt là những người mà sức khỏe nó không còn được như trước nữa, người ta cứ phải đi bệnh viện quá nhiều đấy em ạ. Thì người ta lại mong muốn, và cái mong muốn này nó khát khao, nó cháy bỏng lắm. Cho nên là ngày hôm nay cái chủ đề của chúng ta đó là biết bản thân mình thì bạn sẽ biết thế giới. Khi mà còn trẻ thì mình vẫn còn những cái mơ mộng, những cái mơ mộng, và những cái mơ mộng đấy thì thực sự ra nó là rất tốt. Nhưng mà tại sao mà đang nửa đường thì các bạn vẫn không đạt được, và sau đó thì các bạn ấy đã bằng lòng với lại cái cuộc sống, an yên với cái cuộc sống. Và chỉ đến khi mà các bạn ấy bắt đầu đến cái cận kề về hưu rồi thì lúc này mẹ bạn mới tỉnh ngộ. Cho nên là cũng mong muốn là trong những cái cuộc nói chuyện như thế này, các em là những người mà đang ở cái lứa tuổi gọi là sung sức. Những lứa tuổi còn sung sức, còn bọn chị thì là gần gần về hưu. Cho nên là cũng mong muốn là được 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 nhìn nhận ở cái nhiều cái phía khác nhau, nhiều cái góc nhìn khác nhau xem có đúng không, hay là do là mình là nghĩ nhiều quá đó. Em thấy thế nào? Em có thể nêu cái góc nhìn của mình đối với quý cô chú anh chị về cái mơ ước mà trong cái hiện tại này của em đây này, cái mơ ước hiện tại của em á. Em cảm ơn chị đã cho em lên live và em để được em được bày tỏ quan điểm của mình về cái góc nhìn của mình về cái ý kiến của mình. Em cảm ơn chị và chào tất cả cô chú anh chị đang xem livestream của chị Ngô Lan. Và em Hường hôm nay rất là vinh dự được lên đây cùng trò chuyện với cả cô chú anh chị. Xin cô chú anh chị chúng ta hãy bớt 1 phút để có thể chia sẻ cái like này đến đường link để có nhiều người biết đến câu chuyện hôm nay của em Hường và của chị Lan nhiều hơn, để đâu đó tác động đến ai đó để chúng ta có thể lan tỏa được, để khơi dậy những cái ước mơ mà chính bản thân em từ trước đến giờ đã bị đánh mất ước mơ và nó ngủ quên mất. Nó ngủ quên mất thì trong cái giai đoạn từ khoảng cách đây nửa năm thì nó lại khơi dậy cái ước nguyện và mãnh liệt cái ước mơ của em lớn hơn. Như chị Lan vừa mới chia sẻ đầu vào. Ồ, chị Luyện mà không nghe thấy em, chị có nghe rõ không? Nghe rõ mà. Chị Chắc có Luyện lẽ do máy chị. có thể hay là em nói xa. Em nói xa thì có thể là không nghe rõ, Ờ, thế rõ chị rồi đấy. để gần hơn nhé. Ờ, rõ rồi đấy. Vâng, em để gần hơn. Dạ, em xin thưa chị Lan với cả cô chú anh chị là hiện tại bây giờ thì em có một ước mơ, một khát khao vô cùng lớn là em trở nên giàu có và em tự do tài chính, để em có nhiều tài chính, em có thể làm được nhiều việc có ích, em trở thành con người có giá trị hơn. Ngoài việc tài chính ra thì em có ước mơ trở thành những con người có giá trị. Con người có giá trị thì em vẫn thường hay trêu với bạn bè em ấy, hay thường trêu với mọi người là em mong muốn trở thành một đại gia giác ngộ. Tuyệt vời quá. Ước Em mơ có thể muốn nói trở thành một rõ đại gia cái đại gia giác ngộ đấy không? nghĩa là khi mà em xin chia sẻ cái này theo cái góc nhìn của em là một đại gia giác ngộ thì là như nào. Ví dụ
Nhưng mà khi mà em mà thực sự mà chưa có tài chính ấy, thì thực sự để mà tu thì em không bao giờ yên tâm được. Giống như là vẫn đang ngồi thiền chẳng hạn, thì em vẫn nghĩ đến cơm áo gạo tiền, nghĩ đến rất nhiều chuyện trong một gia đình. Mà ngày hôm nay là không có tiền để đóng học cho con, hay là ngày mai chúng ta phải làm như thế nào để trả cái khoản nợ này, vân vân và vân vân. Thế thì là em có ước mơ hiện tại mong muốn thành một đại gia giác ngộ là em có đủ tất cả cái kiến thức về phát triển bản thân để trở lên một người mà có thể trao rất nhiều giá trị cho rất nhiều người và trở giàu có. Đó, thế thì là ở cái góc nhìn của em thì đại gia cái việc giác ngộ của em nó cũng không phải là sâu xa, là phải là một bậc thầy về tâm linh hay là mình phải đi tu hay là phải ở ẩn gì cả, mà là tu giữa đời này chị này, là người mà phát triển, là mà thấu hiểu cái bên trong của mình, giống như cái tiêu đề của chị ấy, là biết mình ấy, biết mình thì sẽ biết cả thế giới ấy. Đó, thế thì em mong muốn là em sẽ hiểu sâu vào cái bên trong cái tâm hồn của mình, xem mình mong muốn điều gì và ước mơ điều gì. Biết ơn chị vì hôm nay chị đã đưa cho em cái chủ đề này để em khơi gợi lại, em nhớ lại, em định vị lại xem là đến hiện tại bây giờ là mình ước mơ điều gì. Thì em nói rõ đơn giản hơn, cái từ mà đại gia giác ngộ thì mọi người cứ nghĩ rằng là nó cao siêu lắm, nhưng đối với em thì nó đơn giản là thế này, là em mong muốn em là người mà có chủ động về tài chính, tự do về tài chính, tự do về thời gian, để em mong muốn làm những việc gì thì em có thể làm được. Ví dụ em có mong muốn là có nhiều tiền để em có thể giúp được bà con nghèo, có nhiều tiền để em mở một quán cơm miễn phí cho tất cả các bệnh viện bệnh nhân nghèo, hoặc là em xây một cái trường học để cho tất cả các cháu mà rất là nghèo khó, khi mà em mà có cái điều kiện để học hành. Khi xin chia sẻ với chị, khi mà em nghe cái câu chuyện này, mà cái hôm đấy là em về với mẹ em ở dưới quê, cái câu chuyện mà cái chị Dung ở trong Sài Gòn ấy, chị đỡ đầu có một số cháu sinh viên học rất là giỏi nhưng mà lại không, nhà nghèo không có điều kiện hoàn cảnh để đi học ấy. Thì thực sự cái hôm cái ngày đấy là em mới biết đến UST một ít thời gian thôi, em mẹ wow lên, rồi là em mới thấy lúc đấy là em mới nhìn thấy cái khi ở trong đầu em, là cái ước mơ của em nó lớn cứ lớn lên như thế, từ các câu chuyện như thế, là em mới nói mẹ em, mẹ ơi con phải giàu, con phải thực sự là giàu, con phải là người tự do tài chính, tự do thời gian để con mong muốn làm những việc đều có giá trị cho gia đình mình, cho xã hội mình, cho con cái mình. Trước tiên là gia đình mình đã, mình tự do và tài chính mình mới hạnh phúc được. Trước đây thì nhiều lúc em nghĩ đơn giản là mình sống đơn giản thôi, có khoảng độ ít tiền đủ ăn đủ tiêu cũng được, cũng cũng là hạnh phúc, quan niệm đơn giản thế cũng không không sao, cũng không đúng, không sai, đúng không chị? Không có cái gì đúng, không có cái gì sai, nhưng nó là phù hợp, nó phù hợp với mình. Và trong cái điều kiện hoàn cảnh đến khi mà gia đình mà xảy ra biến cố ấy, thì nếu như không có tài chính để giải quyết thì em thấy đúng là một cái trước đây em suy nghĩ đã sai, là mình có thể là không có của thì mình giúp bằng công, nhưng mà mình có làm công mãi được không? Bởi vì mình đến tuổi như chị nói là em còn sung sức, nhưng mà cũng năm nay cũng là U50 rồi, không còn sung sức để chúng ta cứ phải là đi làm công để có thể giúp mọi người được, không có cội để góp công ấy. Và rất mong muốn là có tài chính để giúp đỡ một người nào đó nhưng mình lại không có. Thì khát khao, ước mơ, khát vọng trở nên tự do tài chính thì vũ trụ đưa đến cho em cái cơ hội vô cùng tuyệt vời là tư vào cổ phần doanh nghiệp và UST. Và em tin rằng, và em có đức tin, như hôm qua em đã chia sẻ đấy, em đức tin là em sẽ trở nên thành người mà tự do tài chính, là người giàu có, mà không những giàu có về cả vật chất nữa, cả tinh thần nữa. Thì lúc đó em thấu hiểu được bản thân em muốn gì và em biết em cần phải làm gì. Đấy chị ạ, à, em xin chia sẻ một cái góc nhìn của em, nó cũng chưa được sâu sắc lắm nhưng mà đấy là theo cách của em.
Thứ nhất thì chị rất ấn tượng với cái câu đó là đại gia giác ngộ. Bởi vì cái giác ngộ của mình ở đây đó là giác ngộ mọi thứ xung quanh mình, tức là mình hiểu ra nó thì là mình giác ngộ. Còn không phải là những cái bậc mà cao cao tại thượng kia thì cần phải một cái thời gian và cái sự kiên trì bền bỉ vô cùng lớn. Và đối với các bậc chân tu ấy thì theo như góc nhìn của chị nhìn nhận thì đó cũng là những con người mà người ta mong muốn được. Tâm của họ rộng quá rộng lớn. Tâm quá rộng lớn. Bởi vì tâm có rộng lớn thì đức nó mới dày. Mà cái đức mới là cái mà cốt yếu để cho một con người có giá trị. Thấy không? Như vậy thì tất cả nó đều được gì? Nó đều được phản ánh qua những cái việc mà em đã làm. Và chúng ta nhận thấy rằng là với trong cái thường ngày thôi mà em hường nhận ra để rồi nhận ra được cái mong muốn của mình từ trước đến giờ. Thế nhưng đối với lại 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 cái bản thân của nhiều người thì thực ra là chị thấy rằng là cái này nó là xung quanh chị nhé, nó xung quanh những cái người bạn thân của chị ấy, thì những chị khi mà sau khi mà về, tức là xong cái công việc của mình ở cơ quan, không chỉ là cơ quan giáo dục đâu, các chị là những cái công nhân thì sau khi người ta về hưu rồi ấy, thì lúc này thì người ta mới thấy rằng là trước đến giờ là người ta nghĩ cái nó cái ước mơ của họ nó chỉ vẻn vẹn chỉ có gia đình thôi em ạ, chỉ vẹn vẹn là lúc nào cũng nghĩ về gia đình của mình, và người ta nghĩ rằng là nếu mà gia đình nhà người ta an toàn rồi là đã ổn rồi. Thế nhưng mà sau khi về xong rồi thì cái đó nó không còn ổn nữa, tức là lúc này con cái cũng phải lao ra đi làm, và lúc này các bạn ấy bị bệnh thì họ ăn được ăn những cái nồi cháo từ thiện này em à, ăn những cái tô cháo từ thiện ở trong cái bệnh viện đấy, thì bắt đầu người ta mới có cái thời gian, lúc này không làm nữa mà chỉ là tiêu tiền thôi, mới có cái thời gian bắt đầu mới ngẫm nghĩ lại thì mới thấy đúng rằng là uổng phí. Bởi vì trước đây là mình không có, nhưng mà rất là nhiều người là người ta cũng không thoát ra khỏi được cái đó, mà người ta vẫn nghĩ rằng là lẽ ra là người ta phải nhận thêm cái công việc nữa đấy. Nhận thêm cái công việc nữa để người ta làm. Thế thì tất cả những cái này nó chung quy lại nó cũng là tài chính đúng không em? Nó cũng là tài chính. Đấy, Đúng cũng rồi là chị. tài chính. Nhưng mà trong suốt cái khoảng 27 năm ấy thì người ta lại tự lừa dối mình bởi bằng cách như thế này. Thứ nhất ấy, là người ta nhìn vào những cái người mà đã có tài chính rồi nhưng mà người ta lại bị mất. Để cho người ta như vậy là cảm thấy rằng là à, như vậy cái ước mơ tài chính như thế thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên bằng cái cách đó là giữ tiền cho mình thôi. Em có công nhận điều này không? Đấy. Và sau đó thì gì? Cũng có rất là nhiều người là nhìn thấy qua những cái mối làm ăn, qua những cái này, những kia mà người ta bị mất tiền đi. Thì cái lúc này cái ước mơ mà như vậy là làm giàu nghe chừng là khó rồi. Thôi thì, và lúc này người ta nói rằng thôi chắc là do số phận, do số phận của mình cho mình không có đấy. Cái thứ hai nữa, khi mà thấy ở trong trong gia đình có một người người ta có cái, tức là cái mơ ước nó cao hơn một chút, là bắt đầu tất cả nhà bắt đầu kéo cái cẳng người đó lại nói rằng đừng có làm thế, bây giờ nhìn ngoài kia lừa đảo nhiều như thế kia, bây giờ làm rồi biết làm sao, mà họ không biết được rằng là ngày hôm nay họ không dám chấp nhận rủi ro thì hôm sau đây ai là người gánh cái rủi ro đấy hộ. Bởi người ta bảo là cái tốc độ mà cái kiếm tiền lúc này á đối với người già nó không còn được như trước nữa, thế nhưng mà cái tốc độ tiêu tiền thì nó gấp n lần tốc độ kiếm tiền của họ. Và lúc này nếu như trong gia đình mà chỉ cần có một người bị bệnh thôi thì em biết rồi. Thế thì cái ước mơ lúc này của họ đó là gì? Được đi du lịch này, nó cũng cần phải tiền như quý cô chú anh chị cứ bảo rằng là được đi du lịch, cho nên chúng ta quy về cái ước mơ biết bản thân mình đang cần gì mà. Thì phải nói một câu với các bạn trẻ rằng các bạn hãy mơ ước đi, cái các bạn cần nhất đó là tiền đấy. Cho nên người Do Thái người ta rất là thông minh khi người ta nói rằng cái quan trọng nhất
đối với cuộc đời con người, đó là gì? Trí tuệ và tiền. Sao lại cần trí tuệ? Bởi vì mình còn không nhận ra mà. Mình đến bây giờ đấy, có rất là nhiều người đang cái tuổi của em Hường, tức là 50 tuổi, 45 đến 50, tức là ở cái hiệp hai của cuộc đời, rất nhiều người còn bảo rằng ôi trời ơi, thôi cứ làm tốt công việc của mình đi, cứ an toàn là được rồi, sau này về hưu là được đi chơi với người này người kia. Được đi chơi phải có tiền chứ, cái vui chơi giải trí đó, được đi chơi phải có tiền chứ. Cho nên chúng ta phải biết bản thân chúng ta cần gì. Bây giờ nói thẳng ra đó là gì? Biết bản thân là biết thế giới. Vậy biết bản thân chúng ta đó là gì? Phải có tiền. Giống như em Hường khi mà đến vào bệnh viện rồi mới nhận ra rằng ô, để có thể cho được nhiều người, để có thể cứu được các em sinh viên, những người xin chào em Lê Ngũ Đông, tiền nhiều để làm gì? Đúng thật, tiền nhiều để làm gì? Đấy, thế thì khi mà chúng ta biết được cái mà như vậy, cái cốt yếu nhất, thì chúng ta là biết chúng ta rồi, thì biết chúng ta rồi thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Phải thực hiện cái ước mơ đó, ước mơ của chúng ta ngay từ thời trẻ thôi, chứ đừng có đến già rồi 27 năm trưởng thành chúng ta lại bảo rằng là gì, hãy cống hiến hết mình đi, hãy làm tốt cái công việc của mình đi, chỉ cần một cái thu nhập như thế thôi, chờ 3 năm lên lương một lần, 3 năm lên lương, đến lúc về hưu 10 triệu là như vậy, một mình là ăn thoải mái. Bây giờ 10 triệu có ăn thoải mái không? Đó Chị chính là em cái về gì? hưu đó. Chị em về hưu, em xin phép cắt lời chị tí, là chị gái em ấy. Chị gái em về hưu á, lương có 1 triệu 8 một tháng thôi chị. Nên là đến bây giờ vẫn phải đi làm, vẫn phải đi làm. Đi về hưu rồi nhưng vẫn phải đi làm. Và em được đọc trong cái báo cáo của tổ chức tài chính và giáo dục, y tế và giáo dục của Mỹ ấy. Thì trong số độ tuổi mà về hưu là 65 tuổi ấy, thì có khoảng độ bao nhiêu người, có 56 người thì là sống nhờ trợ cấp, hầu như là họ sống nhờ trợ cấp của chính phủ, và chỉ có là bốn người giàu có, và trong bốn người thì khá giả, còn một người giàu có thôi, nghĩa là cái tỷ lệ có khoảng 36 người thì đã mất rồi chị ạ. Nên là cái tỷ lệ những người sống nhờ trợ cấp xã hội ở ngay cả bên Mỹ nhá cũng rất đông, bởi vì cái lứa tuổi về hưu ấy. Và có nhiều người là sau khi mà 65, chưa đủ 65 tuổi thì chưa hết tuổi lao động thì đã không còn trên thế giới này nữa. Nên là thực sự cái vấn đề này mà hôm nay em cũng đọc ở trong cuốn sách mà tại sao bạn phải đầu tư ấy, thì có nói cái câu này là các bạn trẻ ơi, các bạn trẻ hãy nghiên cứu đi, và tại sao lại cần phải đầu tư đó. Thế nhất là những bạn trẻ, nên là các bạn hãy mạnh mẽ lên để ước mơ, dám ước mơ cho mình. Ngay cả một cái ước mơ không dám ước mơ thì đúng là không biết là sau này mình sẽ thế nào khi mà về hưu nữa, giống như là bản thân em cũng như vậy chị ạ. Đó, và bạn Hữu Đông bảo tiền nhiều để làm gì, đấy là cái quan điểm ngày xưa của em ấy, cái quan điểm ngày xưa của em, tài chính đối với em nó cũng là cái vấn đề mà em không quan trọng lắm, nên là em cũng không hỏi câu là tiền nhiều thì để làm gì đâu, mặc dù tại vì mình chưa có tiền nên là mình cũng không 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 nghĩ đến là tiền nhiều để làm gì. Nhưng mà thực sự nếu như mà khi mà học với cách quản lý tiền ấy, thì mình thấy đúng là mình tại sao bây giờ mình chưa giàu. Tại sao mình chưa giàu? Tại vì trong cái tư duy của mình ấy, mình cũng không dám giàu ấy chị à. Mà mình trong cái suy nghĩ của mình cũng không nghĩ là mình giàu ấy, mình cứ nghĩ là mình sống cuộc đời rất là bình thường, đi làm công ăn lương là có đủ tiêu rồi. Còn chồng em nhá, ông xã em ấy, ông lại có tư duy, ông bảo làm thế nào để có cái lương hưu, có cái lương về hưu mà nó cao, mà không cần phải phải sống nhờ con ấy. Đấy là ông còn lo xa trước mình rất là nhiều, lúc nào cũng đau đáu về cái vấn đề lương hưu của mình thôi đấy.
À, cái em biết không, cái mà chị em mình trong những cái thế hệ trước ấy, bởi vì chúng ta đã qua chiến tranh cho nên khi mà cái sự tiết kiệm quá mức để cho chiến tranh, để cho thống nhất đất nước, sau đó thì đến cái thời kỳ tiếp theo đó là thời kỳ hòa bình, chúng ta đang an hưởng ở trong cái một cái niềm vui của chiến thắng, cho nên nó rất là hạnh phúc. Và đến bây giờ thì cái dư âm đấy nó vẫn còn, nó vẫn còn. Tuy nhiên giống như bạn đông nói tiền nhiều để làm gì, thì cái câu này là câu nổi tiếng của em trai, anh trai chứ nhỉ, anh trai của bạn Thùy mà chúng ta chỉ có ngắt phần ngọn thôi, còn phần gốc của chúng ta chưa biết được đấy. Thế nhưng mà lại quay về cái câu chuyện của mình, đó là gì, khi mà chúng ta biết bản thân của chúng ta, nhưng mà thực sự ra nó không biết, chỉ đến khi chúng ta có biến cố thì chúng ta mới biết bản thân ta cần gì, chỉ có khi có biến cố thôi, chứ còn nếu như bình ra thẳng ra thì có cần gì nhiều đâu, đúng không đấy. Để ăn uống thì chi tiêu gọi là tằn tiện đấy. Phụ nữ Việt Nam mình là những cái bà nội trợ là có hay có như thế, tức là tiền nếu như mà chồng đưa về 5 triệu thì trong một tháng 5 triệu đấy cũng đủ, mà nếu mà chồng đưa về 2 triệu thì một tháng đấy cũng đủ. Chỉ đến khi bà như vậy nhà có cái sự cố gì, bắt đầu đi mượn rồi, bắt đầu lúc này người ta tính lãi, thì lúc này bắt đầu nó mới tan hoang ra, người ta mới nói là tan hoang cửa nhà đó. Cho nên là ngay cả chúng ta không xác định được chúng ta muốn muốn được gì, ngay cả tiền mà chúng ta cũng không xác định chúng ta muốn có bao nhiêu, thì chúng ta làm sao giao tiếp được với chính chúng ta làm sao giao tiếp được với tiền. Và trong khi đó thì gì, vũ trụ cho chúng ta 27 năm trưởng thành để chúng ta gì, để chúng ta học nhiều bài học để ngộ ra. Có nhiều người đến tận cuối đời vẫn chưa ngộ ra, để khi mà gần đất xa trời rồi rồi mới nhìn thấy con cháu mình, lúc này mới ngộ ra thì bây giờ đã muộn rồi. Bởi vì thực ra bạn có thể có rất là nhiều thứ, bạn có thể mà bạn cảm giác rằng bạn có rất là nhiều thứ, nhưng cuối cùng rồi bạn có thứ gì đâu, chả có thứ gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì đến cuối đời rồi, lúc này chúng ta mới cần, lúc này chúng ta không đi làm nữa thì lúc này bắt đầu là chúng ta bắt đầu mới nhìn về con, về cháu, về tất cả mọi người. Thế nhưng mà một cái điều đó gì, nếu như chúng ta sống mà không quan tâm đến người khác ấy, thì chúng ta đâu có hạnh phúc. Nếu mà chúng ta chỉ sống chỉ biết bản thân chúng ta thôi, đúng không? Nếu như chúng ta sống chỉ biết bản thân chúng ta thôi thì cái số tiền chúng ta làm ra tằn tiện cũng đủ, nhưng mà bên cạnh ta cái tôi nó càng ngày càng lớn mà. Cái tôi ở đây là có gì, có bố có mẹ, chưa được một lần mời bố mẹ đi đâu cả. Có khi như vậy là hàng năm về á, biếu bố được 5 triệu thì bố mẹ như vậy này tiết kiệm, lại mừng tuổi lại cháu. Chúng ta biết rõ điều đó mà. Vợ chồng con cái chúng ta tổ chức đi chơi thì lúc đấy mẹ già rồi, muốn cho mẹ đi không đi được. Ví dụ như chị Lan bây giờ mong muốn cho mẹ vào đây mẹ cũng không đi được. Đấy. Hay là ví dụ như muốn quan tâm đến anh chị, mà như vậy có thể là anh chị đã lớn tuổi rồi, cũng đã chưa được đi chơi ở đâu chẳng hạn. Đấy, anh chị em thân ruột của nhà chưa đi đâu được, như vậy mong muốn có lẽ là cái đợt này đi về, đến lúc có khi đến già của anh chị mình cũng chưa đi được, mà muốn như vậy hỗ trợ cho anh chị, nếu mình không có tiền thì có hỗ trợ được không, đúng không? Cho nên là biết cái thế giới của mình đó là gì. Bây giờ chốt lại lần nữa thì thế giới của chúng ta đó là tiền, cái tự do tài chính nó sẽ cho chúng ta tự do tất cả. Và lúc này cái tự do tài chính ấy nó sẽ giúp cho chúng ta trong như vậy là 27 năm cuộc đời chúng ta đi đúng theo trường năng lượng của ta là chúng ta thắng. Đấy. Đúng là đến cái tuổi này mới may mắn chị nhở. Phượng đang nói là vâng, em chào tất cả cô chú anh chị, hello hai chị em xinh đẹp nhé. Vâng em cảm ơn chị Phiến. Phượng Đỗ bảo là mấy năm nữa Việt Nam của mình cũng có một ngày niềm vui chiến thắng như năm 75 chị Ngô Lan Đúng nhỉ. rồi. Chỉ nghĩ đến ngày đó thôi cũng hạnh phúc và hân hoan rồi. Đó là cái niềm vui chung. Đó là niềm vui chung của những người nào mà nhận diện ra vấn đề bây giờ.
Mấy hôm trước ấy, thì chị muốn nói về để thông báo với mọi người về mỗi người đều có cái trường năng lượng. Và cái trường năng lượng này thì người giàu cũng như người nghèo đều giống nhau hết. Thế nhưng mà người ta nói rằng con người ta sinh ra không khác nhau là mấy, nhưng do môi trường và sự tôi luyện mà trở nên khác nhau. Những người đó, người ta sống được ở trong cái môi trường mà người ta có được những tư duy đúng đắn thì cuộc đời của người ta sẽ khác đấy. Còn khi mà chúng ta sống ở trong một cái môi trường mà tư duy của chúng ta nó còn cũ kỹ, nó lạc hậu, nó giống như là bây giờ là người ta đã đi xe, như đi máy bay rồi đi lên vũ trụ cung trăng rồi, chúng ta vẫn còn đang cưỡi ngựa, tức là của cái thời kỳ xa xưa, chúng ta phải dùng những cái con vật để chúng ta tăng tốc độ á, thì khó lắm, khó mà tới đích được lắm đấy. Còn rất là nhiều người ở trong 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 đây thì không biết là có bao nhiêu quý của chú anh chị đang ở cái tuổi đã về hưu rồi, thì chúng ta mới thấm cái câu này. Chúng ta thử nghĩ mà xem, chứ còn đến bây giờ những cái người mà trong độ tuổi về hưu rồi á vẫn còn phải xông ra đi làm, vẫn phải xông ra ngoài đi làm, tức là chúng ta phải làm hiệp phụ á, thì chúng ta mới thấm thiết được cái câu này. À, hôm nào chị em mình sẽ có một cái chương trình rất là đặc biệt về Hà Nội ấy. Thậm chí là em vào Đà Nẵng, chúng ta hãy đi ở những cái nơi mà ví dụ như là những cái ngân hàng ấy, hay là những cái là người ta không không những cái shop quần áo ấy, là người ta thường hay. Chứ còn ngân hàng bây giờ người ta cũng tuyển những cái người mà là những cái bạn thanh niên mà trẻ khỏe cơ, để người ta bảo vệ, những cái người mà bảo vệ mà ngồi gọi là canh xe rồi các thứ. Và đến bây giờ thì sẽ có, nếu như những cái bạn nào mà còn kinh doanh mà như vậy, những cái truyền thống thì người ta cũng mong muốn là từ những người gửi xe đấy, người ta cũng phải có cái trình độ, phải có là cái trình độ gì, cái sự giao tiếp ấy, cái trình độ giao tiếp. Khi mà già rồi thì đứng lên nó còn run lẩy bẩy chân thì làm sao mà chúng ta dắt được cái xe to, xe máy ấy. Những cái xe máy bây giờ nó nặng lắm chứ, dắt được về để như thế nào để cho ngay hàng thẳng lối, bởi vì là cái vỉa hè người ta có được cái vỉa hè để mà người ta buôn bán đấy, để mà sẽ để xe đấy là quan trọng lắm đấy chứ đâu phải không, đúng không? Cho nên khi mà chúng ta đã 60 mấy tuổi rồi, bắt đầu là chúng ta thế nào, chúng ta lại lao ra ngoài chúng ta làm hiệp phụ, thì lúc này chúng ta mới hiểu là tiền để làm gì, đúng không? Đấy, cho nên biết cái bản thân của mình này, bây giờ là mình đang không có này, mình đang không có thì bây giờ mình cái đích đến của chúng ta thịnh vượng, thì cái chìa khóa để mà mở cái thịnh vượng đó đó phải là sự quan tâm này nhé. Chúng ta tránh nói về tiền thì chúng ta nói là đó chính là cái sự quan tâm tới ai, tới cha mẹ của chúng ta, tới ai, tới vợ con của chúng ta đấy. Rất là nhiều bạn bây giờ là quan tâm tới vợ con rồi mới đến cha mẹ rồi mới đến các anh em, nhưng các bạn có biết không, cha mẹ chúng ta già nhanh lắm, cho nên là cái ưu tiên đầu tiên đúng là lấy vợ lấy chồng thì phải có trách nhiệm, đặc biệt là những người đàn ông phải có trách nhiệm với người phụ nữ của mình. Tại sao lại có sự ưu ái này? Bởi vì người phụ nữ của mình đã cho mình cái gì, cho mình những đứa con đấy, và những cái đứa con này chính là gì, của để dành của mình đấy. Cho nên người ta vô cùng quan trọng. Và khi người phụ nữ người ta đã sinh con đẻ cái, tức là người ta nói là mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, sinh ra con từ một hòn máu đỏ. 9 tháng 10 ngày ấy, người ta san xương sẻ thịt ra cho cái đứa con đấy. Vậy thì mình là người đàn ông, mình phải trân trọng những người phụ nữ này chứ. Mình là đàn ông mà mình lại không trân trọng những người phụ nữ như thế này, rồi bắt đầu mình đi ra ngoài mình làm rồi mình như thế này mình như thế kia, rồi mình coi thường cái người phụ nữ đấy. Ở đây không phải là hai chị em là phụ nữ mà nói nên những như thế đâu nhé, nhưng mà Lan cũng có con trai đấy, cũng có anh trai đấy. Thế thì tất cả những người này nếu như mà yêu thương được những người phụ nữ của mình thì đây mới là những người đàn ông đích thực, đúng không? Không em Hường em Hường cũng có con trai đúng không đấy. Đúng ạ, em còn có hai con trai chị ạ. Đấy, thế nếu như mà như vậy là những người phụ nữ này được cưng thì cuộc đời của người ta đỡ vất vả hơn, bởi vì người ta đã phải là mất rất nhiều cái thời gian công sức. Thế nhưng mà đôi lúc là người vợ cũng phải lao ra ngoài để làm, để rồi như vậy cũng không đến một lúc nào đó
thì cũng không gánh nổi được cái gia đình này nữa. Thế thì chúng ta phải biết là chúng ta đang đang cần gì, cái thứ mà chúng ta cần nhất đó là gì. Bây giờ mà chúng ta chưa có, đặc biệt là những bạn trẻ, thì bây giờ làm cách nào? Tức là chúng ta phải tăng cái trí tuệ của chúng ta lên, tức là học về cái tư duy của những người triệu phú, xem người ta thành công là vì cái gì đấy, những cái tư duy khác biệt đấy, tư duy nó khác đám đông ấy. Để làm gì? Khi mà đám đông người ta đưa ra những cái mà những cái ý nghĩ, những cái suy nghĩ mà nó là chưa đúng thì chúng ta còn nhận diện được chứ. Còn khi mà chúng ta như vậy là cũng tiếp tục giống như những người đó thì chúng ta suốt đời này chúng ta không tiến tới mục tiêu của mình. Cho nên vừa nãy em Hường nói, tức là người Mỹ ấy, thực ra thì em biết không, đọc nhiều rồi mới thấy. Chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta cứ là nghĩ là người Mỹ này, người Anh này và những cái nước ở nước phát triển đấy là họ ấy, cuộc sống của họ tốt lắm. Nhưng mà họ không biết được rằng là nó còn tùy theo cái mặt bằng của cái việc mà chi tiêu trong cái xã hội đó. Người ta có tiền lương nhiều nhưng mà chi phí của người ta cao. Đấy. Chứ còn nếu như mà tiền lương nhiều mà chi phí thấp ấy, thì cái chất lượng sống được nâng lên. Còn chúng ta xem ở một số cái TikTok những người Mỹ ấy, người ta nói về những cái người mà vô gia cư ấy, thì chúng ta mới thấy là ở bên nước ngoài người ta cũng khổ lắm. Chúng ta không biết được đâu. 85, 95% dân số trên thế giới là đi làm đuổi theo về đồng tiền, có nghĩa là gì? Làm đến chết vì tiền đấy ạ, là 95% dân số. Trong đó không ngoại trừ Việt Nam chúng ta, Việt Nam chúng ta và nước ngoài cũng như vậy. Thế chúng ta tưởng tượng ra, người ta đi sang nước ngoài mà người ta sống cũng vì cái gì? Cũng vì đồng tiền. Đấy. Thì khi mà chúng ta biết được điều đó rồi thì chúng ta phải xác định được mình là gì? Biết bản thân mình. Thì bạn biết cả thế giới. Cả cái thế giới đây là chúng ta biết là hiện nay là công nghệ thông tin nhá, Google như chúng ta truy là ra hết. Chỉ có top 10% dân số trên thế giới, trong đó như vậy nói chính xác ra là hiện tại bây giờ đang top 5% dân số trên thế giới là giàu có thôi. Còn cái top mà gọi là đại đại giàu có này chỉ có 1% dân số trên thế giới thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta phải thay đổi cái tư duy khác biệt để chúng ta xem cái tư duy của 1% dân số trên thế giới, tại sao người ta lại giàu. Đấy. Và sau đó chúng ta soi với bản thân của chúng ta, thì nếu như so với người giàu như thế thì chúng ta về tiền thì chúng ta kém là đúng rồi, đúng không em Hường? Dạ. Dạ, đúng rồi. Đấy, về tiền là kém rồi. Thế nhưng mà tại sao chúng ta lại kém về tiền thì chúng ta đặt câu hỏi này chưa? Tại sao chúng ta lại như vậy? Vậy thì bây giờ chúng ta phải soi xét cái người này kỹ, đừng có soi cái hình dáng bên ngoài của họ mà hãy soi vào cái tư duy của họ, xem họ nghĩ gì và họ làm gì, họ làm như thế nào để họ đạt được như vậy. Đấy. Cho nên khi mà em Hiền em Hường đã nhận ra được cái key của mình rồi thì em làm như thế nào em có thể bật mí cho quý của chú anh chị ở đây được không? Em cảm ơn chị, là đúng là em vừa mới chia sẻ với chị đấy, những cái ước mơ, cái khát vọng nó nuôi dưỡng em, và đến đúng là đủ khát vọng thì vũ trụ mình hợp lực. Thì em rất là may mắn là có chị em hôm qua em chị có chia sẻ với chị em là đã trực tiếp đi sang bên Dubai để tìm hiểu cái cơ hội này. Và cái cơ hội này đầu tư cổ phần doanh nghiệp trước IPO về giao thông thông minh. Và em có chia sẻ với hôm qua trên livestream thì đầu tiên thì là em cũng hiểu mơ hồ lắm, bởi vì em cũng không học về tài chính. Em là giáo viên mầm non, hiệu trưởng mầm non trong khoảng hai mấy năm, nên là cái tư duy về tài chính, quản lý tài chính cá nhân hay là làm chủ tài chính em cũng không biết là phải làm như thế nào nữa cơ. Nên là cái hồi đó mà bắt đầu biết thì từ tháng tháng 1 năm 2022 ấy chị ạ. Đó, khi mà chị em đi về tháng 1 tháng 2 năm 2022 khi đi Dubai về thì chị em chia sẻ cơ hội cho em. Thì em cũng chưa có, lúc đấy em về kim tứ đồ em không biết, như chị vừa nói ấy, là em nằm trong số 95% dân số thế giới. Là tư duy của những người làm công và tự làm chủ.
đó, chỉ có làm công ăn lương, ra trường là bắt đầu đi học này, ra trường xong đi làm công ăn lương thì mong ước mình sẽ được làm chủ. Thì đến năm 2013 khi em đi sinh sinh là cụ út ấy, thì là bắt đầu được 6 tháng là bắt đầu em mở trường riêng. Đấy, lúc đấy là tự mình làm chủ, còn công ty nhà em đã làm từ năm 2006, cái doanh nghiệp của chồng em ấy. Đó. Thế thì cũng bước từ 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 ô làm công sang ô tự làm chủ rồi. Nhưng vẫn ở bên trái kim tứ đồ thôi. Chưa có biết sang bên vần làm chủ doanh nghiệp với cả đầu tư là gì cả. Đấy, nên là rất là may mắn khi mà em được đi học và em được học về các tư duy tài chính rồi cách quản lý tài chính cá nhân rồi là tư duy đầu tư. Và đây này chính là cái cuốn sách này này, cuốn sách dạy con làm giàu của tỷ phú Robert Kiyosaki. Và em may mắn lại được bạn Lại Thị Thu Hương chia sẻ cho cái tư duy triệu phú ấy. Em thay đổi hoàn toàn từ lúc đấy và lại đến gặp cơ hội này thì bắt đầu là nó mới hợp nhân duyên đủ. Thì khi mà như hôm qua em nói đó, là em được đi học ấy, thì em mới hiểu được cái giá trị của đầu tư cổ phần doanh nghiệp là gì. Thì em cũng không biết cổ phần là gì, cổ phiếu là gì luôn ấy chị. Thế thì là em mới biết là cái giới siêu giàu và giới tỷ phú là họ hầu như là họ đã đầu tư thôi. Và lúc đó là em bắt đầu đi học các lớp về đầu tư, kiến thức về đầu tư tài chính. Và như chị nói ở đầu live stream ấy, là em chia sẻ cái ước mơ đó, thì tại sao mà em lại có cái ước mơ như thế, nó cũng phải có nguyên do. Là em khi em biết đến cái cơ hội này, sở hữu cổ phần của một doanh nghiệp, một tập đoàn vô cùng lớn trên toàn thế giới của một nhà khoa học Antony Yunitsky. Đây ở trên nhà em, đằng sau nhà em là có bức tranh đấy về dự án này. Ngài chủ tịch có nói là tôi tự tin về thành công dự án vì chúng tôi đang tạo ra một hệ giao thông lý tưởng. Đó, thế thì là em mới nghĩ rằng thì là đây chính là cái cơ hội để giúp em có thể là tự do tài chính và giúp em hoàn thành cái hạnh nguyện của em như hôm qua để làm từ thiện. Bởi vì khi mình làm việc ở đây, làm đối tác của UST, của SWC này, mình được làm từ thiện đỉnh cao mà chị, đúng không ạ? Bởi vì là sao? Vì là khi mà em góp vốn và tài trợ vốn cho một doanh nghiệp để họ đưa ra cái hệ thống giao thông thông minh này, để ngài Antony Yunitsky đưa ra cái hệ thống giao thông thông minh này, thì nó giải quyết được ba cái vấn nạn của thế giới. Mà ông Robert Kiyosaki, ông nói là nếu như mà ông tỷ phú Kiyosaki, ông nói là nếu như bạn chỉ được giải quyết được một vấn đề đủ lớn thì bạn đã rất thành công rồi. Hoặc là bạn tài trợ vốn cho một doanh nghiệp nào đó, một công nghệ nào đó, một công ty nào đó mà có thể giải quyết các vấn đề lớn của xã hội thì bạn chắc chắn sẽ giàu có. Và bây giờ các bạn hãy đầu tư vào các cái thương vụ IPO đi. Em nghe đến câu đấy thì nói chung là lúc đấy mình càng vỡ òa đây, mình bảo đúng sao mình may mắn như thế. Và khi gặp cái cơ hội UST này thì ngài Robert Kiyosaki đưa ra 10 tiêu chí để lựa chọn một doanh nghiệp để đầu tư, thì nó đủ 10 tiêu chí chị ạ. Vô cùng tuyệt vời, vì cô chú anh chị xem nhé, chỉ một vấn nạn của xã hội thôi, nhưng mà cái công nghệ này nó giải quyết được ba vấn nạn cơ chị ạ. Ba vấn nạn mà trên toàn cầu đang phải mắc phải. Vấn nạn thứ nhất đó là về ô nhiễm môi trường. Mà bây giờ chúng ta thấy không, tại sao là chúng ta hàng năm em vẫn cứ đi trồng rừng, và tại sao là vẫn có ngay cháy cháy rừng rồi chặt cây vẫn thường xuyên xảy ra, và cái càng ngày chúng ta càng phải hứng chịu nhiều cái dịch bệnh như thế này, bởi vì chúng ta tàn phá môi trường quá nhiều rồi, đúng không ạ? Và em có biết một điều nữa là bởi vì sao cái công nghệ này nó giải quyết được cái vấn nạn của là ô nhiễm môi trường. Bởi vì khi mà sử dụng cái công nghệ giao thông thông minh này, gọi là giao thông cấp 2, khi chúng ta đi trên đường gọi là giao thông cấp 1, còn là đi ở trên bầu trời của các máy bay ấy thì gọi là giao thông cấp 3, còn đây là hệ thống giao thông thông minh cấp 2 chị ạ. Và hệ thống giao thông thông minh cấp 2 này nó không phải giải phóng mặt bằng, không phá
vỡ cảnh quan thiên nhiên mà đang tự nhiên nhé, mà cứ để chỉ cần cắm cái trụ và có cái dây cáp kéo lên y như là bức tranh mà em đang ngồi đằng sau và con tàu chạy qua. Và đặc biệt nữa là cái con tàu này nó sử dụng hoàn toàn bằng điện gió và điện mặt trời, và cái nghĩa là cái năng lượng tái tạo giữa cái bánh xe đấy với cả cái dây cáp đấy và tạo ra nguồn điện để sử dụng. Và như vậy thì nó cũng thải ra không khí môi trường là không khí sạch. Đó. Vô cùng là tuyệt vời. Và cái điều thứ hai nữa nó là giải quyết về cái vấn nạn là tai nạn giao thông. Như cô chú anh chị có biết không? Cô chú anh chị vì hàng ngày vẫn nghe, hàng ngày vẫn thấy tai nạn giao thông hàng ngày, một ngày chúng ta còn chết nhiều hơn cả chiến tranh. Thế thì cái công nghệ này nó ra, nó giúp cho hàng chục triệu, cứu hàng chục triệu sinh mạng mỗi năm. Bởi vì lý do làm sao? Bởi vì nó không dùng đến yếu tố con người. Cô chú anh chị và chị Lan có công nhận với em rằng là tất cả các cái vụ tai nạn xảy ra có phải là dù do con người, yếu tố con người điều khiển không? Đúng rồi em. Hầu không phải là 100% nhưng hầu như là tất cả các cái vụ tai nạn xảy ra đều do con người ta điều khiển giao thông. Do uống rượu bia này, rồi do điều khiển giao thông lạng lách trên đường, nói chung là rất nhiều nguyên nhân nhưng hầu như là do yếu tố con người. Thì cái công nghệ này nó không loại bỏ được yếu tố con người, bởi vì nó điều khiển hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo là mình chỉ cần bấm nút thôi và nó chạy, và không có mặt khác nữa là cái tàu này nó đi một mình một đường ray, nó không va chạm va đập với bất cứ một phương tiện nào cả, nên là nó không gây ra tai nạn. Cô chú anh chị thấy không ạ? Nếu mà có một công nghệ nào mà giải quyết được một vấn nạn thôi nó đã là thành công rồi. Thế thì em vô cùng tự tin em nói với chị là em sẽ tự do tài chính và em là tỷ phú, tỷ phú đô la. Thế và cái vấn nạn thứ ba, cô chú anh chị nhá, thấy là cái vấn nạn thứ ba đó là trên toàn cầu, có phải là em là người sống ở Hà Nội và cái vấn nạn tắc đường nó là cái vấn nạn không những về tắc đường, nó còn gây ra ô nhiễm môi trường vô cùng lớn. Bởi vì những lúc mà đứng ở cái đèn tắc thì bao nhiêu cái phương tiện như thế nó đứng yên thì nó càng xả thải ra môi trường, và cái nhiên liệu càng ngày càng cạn kiệt thì chúng ta làm sao có cái khai thác của thiên nhiên như thế để mà chúng ta tái sử dụng nữa. Nên là khi mà tắc đường ở Hà Nội với cả thành phố Hồ Chí Minh, chính phủ của chúng ta rất là biết điều đó, nhưng mà thứ nhất là chúng ta không có đủ kinh phí để giải phóng mặt bằng để xây dựng những cái con tuyến đường ở trong phố để cho nó khỏi phải ách tắc giao thông. Chứ em nhà em ngay đây đi ra ngoài này, ngày nào cái ngã tư Sa La không ngày nào là không tắc, mà con em nó ám ảnh bằng tắc đường luôn, mà không dám đi ô tô, đi học ngày nào cũng bảo mẹ đi xe máy. Rất may là cái giai đoạn này là em phát hiện ra cái đường mà đường Hữu Hòa trong này đi đi xe máy, nên là nó cũng là một cái mà để giải quyết để giúp con có cái gọi là cái nỗi sợ ấy chị, nỗi sợ nỗi ám ảnh. Chứ cứ trêu vui đó là đặc sản tắc đường của Hà Nội. Có một hôm mà chính cái hôm em vào học lớp K9 K6 của ở Đà Nẵng ấy, em đã ra sân bay Đà Nẵng, em bay vào đến sân bay rồi em gọi cho mấy người bạn em là đã đến nhà Huệ chưa để ăn. Cái hôm đó là mọi người gọi nhau tụ tập ấy chị, thế mà là mọi người vẫn chưa đến, mà chỉ từ chỗ bến xe nước ngầm xuống đến bên chỗ Thạch Thất, nghĩa là gần cái chưa chưa đến cái ga Thạch Thất đâu, nói chung là rất gần cái chỗ Ngọc Hồi, là cái chỗ Tứ Hiệp thôi, mà chị cái vấn nạn tắc đường nó khủng khiếp đến như thế nào, mà cô chú anh chị thì không cần phải nói đến cái vấn nạn này nữa đó. Thế thì em Hường rất là tự tin vào dự án này, và em Hường thấy được giá trị ở đây khi mình mua cái cổ phần với cái giá vô cùng thấp, cái giá mà giá còn thấp hơn cả cái giá định giá độc lập năm 2013 của công ty, là đã định giá một cổ phần là một công ty à một một đô la, một cổ phần là một đô la được định giá năm 2013 là động giá độc lập do Ủy ban Tài chính Thế giới là định giá đó. Mà chúng ta bây giờ
cái đợt đấy là em mua đầu tiên em tham gia là 1.000 đô được 73.000. Và bây giờ nếu như cô chú anh chị có cái giải vàng mà có cái phiếu 1/100 ấy thì mua 1.000 đô được 100.000 cổ phần. Như vậy là có phải 0,01001 đô một cổ phần đúng không ạ? Mua giá ở dưới đáy. Thế thì nó thực sự là em không nói là đầu tư là không có rủi ro, em không hoàn toàn khẳng định được như vậy. Nhưng nếu chúng ta mua ở cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà gần cuối rồi, gần cuối của doanh nghiệp rồi. Doanh nghiệp đã kêu gọi vốn từ năm 2014 chị Lan. Và đến bây giờ là giai đoạn có tổng có 10 năm giai đoạn kêu gọi vốn thì bây giờ đã là giai đoạn 14.3. Và bây giờ đang là giai đoạn thương mại và chủ tịch nói là năm 2023 là những năm mà những ước mơ trong sáng của chúng ta trở thành hiện thực. Và vừa rồi em vô cùng sung sướng chị ơi, có rất nhiều dự án đã được tuyên bố, có bốn cái dự án vô cùng lớn ở Dubai, ở UAE đã được ký kết và tận những 423 km đường, nghĩa là chúng em vỡ òa. Và giống như vừa nãy Phượng vừa nói đấy, chưa cần đợi đến khoảng khi một ngày chiến thắng nữa đâu, em chúng ta đã vỡ òa trong chiến thắng rồi, và điều đó làm em càng ngày càng có đức tin vào cái dự án này. Nó đã cái độ rủi ro của nó đã tiến dần đến không rồi. Khi chúng ta đang mua ở cái giá đáy như vậy, chúng ta đang sở hữu những con gà, mua con gà để đẻ trứng như vậy, thì chúng ta có cái không có cơ hội mà ai chia sẻ cho mình, ai giúp mình để mình hiểu nó. Thì cô chú anh chị hãy bớt thời gian ra giống như Minh Hường để tìm hiểu về cơ hội đó. Em xin chia sẻ với chị là đấy, cái phương pháp của Rất là em chúc mừng cũng em, rất là chúc mừng em. Tuy nhiên thì chị thấy rằng là khi người ta đọc về cái cuốn Cha giàu cha nghèo của Robert Kiyosaki ấy, thì người ta nói rất nhiều về kim tứ đồ, và chị cũng đã đọc cuốn sách này và chị thấy cái kim tứ đồ của nó rất là rõ ràng. Tuy nhiên thì không phải ai cũng nhìn nhận ra cái cơ hội mà Robert Kiyosaki chỉ ra đâu. Thì nói đơn giản là có rất là nhiều bạn bạn biết về kim tứ đồ rồi, bạn biết về cái cuốn sách này cách đây độ khoảng chục năm, hơn chục năm, nhưng đến bây giờ thì các bạn vẫn bị loay hoay, và các bạn ấy đã bị là rất là nhiều những cái mà, tức là các bạn ấy thực hành theo theo cái góc nhìn của các bạn ấy, và cũng đã bị mất tiền. Thế thì đối với em thì chị nhìn thấy là cái niềm hạnh phúc ở trên khuôn mặt của em nó thể hiện rất rõ, và em cũng đã chỉ ra được là 10 cái tiêu chí đầu tư mà Robert Kiyosaki, một tỷ phú, chỉ với bằng 2.000 đô khi ông ấy là một phi công từ Việt Nam trở về, đã được người cha giàu, tức là người cha của bạn mình tên là Mai, bạn ông Robert Kiyosaki tên là Mai á, có người cha này và người cha làm rất là giỏi, và bạn Mai này thì cũng không đi lính mà bạn ấy cũng ở nhà và bạn trở thành doanh nhân và cũng trở thành tỷ phú đấy. Thế chúng ta mới nhận thấy rằng là ở đây là bạn Hường chúc mừng bạn ấy nhé, bởi vì một cái niềm tin, và chúng ta biết được rồi, trên xã hội này thì có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, mà chỉ cần giải quyết được một vấn đề đấy thì chúng ta đã giàu rồi. Nhưng mà bạn Hường, bạn ấy tự tin với lại cái tập đoàn của bạn ấy, tức là gì? Có đến 3 vấn đề cần được giải quyết, mà đây nó chỉ là một cái công nghệ thôi. Mà nhà khoa học này có đến hơn 200 phát minh. Thế thì từ cái việc mà như vậy là cái mong ước của chúng ta, đó là chúng ta mong ước để làm giàu. Chúng ta mong ước chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng. Thế thì chúng ta phải biết bên trong chúng ta đang cần như vậy. Thế bên trong của chúng ta đang cần như vậy thì ở đây có biết bao nhiêu quý của chú anh chị đang xem và đã xem chương trình này, thấy rằng cái thế giới bên trong của mình đang bị đóng băng. Đang bị đóng băng. Có ai cái thế giới bên trong của mình đang bị đóng băng không ạ? Hãy comment vào đây ạ. Chúc mừng tất cả cô chú anh chị đã vào xem live. Chào em giỏi, em giới này, em giới cũng là một nhà đầu tư ở Hưng Yên này em này. Còn Minh Gia, em Minh Gia đã sở hữu cổ phần của UST chưa?
Nhưng mà chị Lan ơi, cho phép em được chia sẻ thêm về những cái mà nhận thức ấy, khi mà họ nhận thức họ thay đổi. Em đã từng nói với chuyện với một bạn là bạn ấy cũng đầu tư rất nhiều rồi. Bạn ấy bảo bạn sống ở ngành đầu tư đã 7 năm nay rồi. Bạn đủ kiến thức và bạn ấy biết được đánh giá cái doanh nghiệp nào bạn cần đầu tư rồi. Nhưng mà bạn ấy không đầu tư cổ phần doanh nghiệp chị ạ. Bạn ấy thì toàn là đầu tư để cái lợi trước mắt và cái lãi ăn ngay thôi. Thì theo chị thì cái việc đấy có là cái nguy hiểm không? Khi mà em chia sẻ em nói chuyện với bạn ấy thì bạn ấy bảo là cái đầu tư đấy là nó lâu dài, nó lâu lắm. Nên nó không có em thì cứ cái là phải thấy được ngay. Đấy, phải phải là phải nhìn rõ ngay. Đó, cứ những cái nhận thức như vậy thì theo chị thì chị có những cái đánh giá gì về những cái suy nghĩ như thế này chị? Rất là cảm ơn cái câu mà còn trăn trở của em. Cái câu hỏi này thì cũng đã rất là nhiều bạn đặt ra, và ngay cả cái lúc đầu tiên á, trước khi mà đọc những cái cuốn sách ấy, thì chị cũng thấy là ở bên ngoài xung quanh chị có rất nhiều người là người ta là mắc ở cái chỗ này. Tất cả những cái bạn mà bạn bây giờ bạn đang đang đầu tư ấy, thì thực ra là Robert Kiyosaki đã phân định rất rõ ở trong cái quyển Cha giàu cha nghèo ấy, có 7 cấp độ đầu tư. 7 cấp độ đầu tư. Cấp độ đầu tư đầu tiên đó là cấp độ mà không có đồng nào, tức là không có tiền. Cấp độ đấy người ta gọi là cấp độ không, và đến cấp độ thứ 6. Thế nhưng mà đa phần ấy, thì là các bạn ấy chọn làm giàu nhanh cơ, giống như em nói, đa phần là người ta chọn cái làm giàu nhanh. Thế mà Robert thì cũng đã nói rồi, nhanh thì không bền vững mà bền vững là không nhanh. Nhưng mà trong mỗi một cái thì nó đều có cái gì em biết không, nó đều có cái cơ hội. Mỗi một sự việc xảy ra xung quanh chúng ta nó đều có cái mặt tích cực và mặt tiêu cực. Vậy thì trong cái sân sàn cũng vậy, nó cũng có mặt tích cực và mặt tiêu cực. Nhưng chúng ta nên nhớ là khi cái người mà người ta đã tạo ra được cái sàn đó, tạo ra được cái sàn đó thì vẫn tuân theo quy luật 90-10. Vẫn tuân theo quy luật 90-10 có nghĩa là gì? 10 anh thắng thôi, còn 90 anh kia thì chia lại 10% đó. Cho nên là khi mà chúng ta hiểu được cái này rồi thì chúng ta biết được rằng là cái việc các bạn đang đầu tư đấy, các bạn tưởng đấy là thực sự các bạn là nhà đầu tư, nhưng mà thực ra các bạn đang đầu tư ở cấp độ mấy. Còn cái người mà đầu tư, cái người đầu tư như là của bạn Hường á, tức là đầu tư vào UST ấy, hoặc là bất kỳ một cái doanh nghiệp nào á, mà người ta có ít nhất là phải 5 cái tiêu chí. Còn nếu như nó đạt được 10 tiêu chí thì ít cái doanh nghiệp đạt được hẳn 10 tiêu chí lắm. Cho nên nếu như chúng ta biết được rằng là khi mà trồng cây đấy, thì cái cây ngắn ngày nó khác với lại cái cây ăn quả. Cái cây ăn quả thì nó cần phải có thời gian để chăm sóc nó, để nó ra hoa, nó kết trái đầu tiên, rồi sau đó thì chúng ta được ăn trái đời đời, nhiều lần thu hái, chỉ một lần trồng thôi. Thế nhưng cái cây ngắn ngày thì một lần trồng một lần hái, chúng ta lại phải tiếp tục trồng. Thế thì chúng ta phải nâng cao cái kiến thức của mình lên thì chúng ta mới thắng được. Thế mà quy luật 90-10, nếu mà chúng ta cực giỏi, thế ở đây đã có ai dám cực giỏi chưa? Nhiều thầy đi dạy chứng khoán ấy, chị còn nhớ Hường ạ, chị còn nhớ bạn Huyền Xu á, bạn ấy nói là bạn ấy đi, bạn làm gì em biết không? Bạn đi học mất cả cả tiền 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 triệu ấy nhá, đi học thầy. Thế mà ngày hôm đấy thầy cho thực hành thì bạn bảo em cứ nhìn lên trên cái màn hình ấy, nó cứ chạy xanh xanh đỏ đỏ, rồi cuối cùng đến cái em như vậy là mệt quá em không nhìn nữa, thì vèo một cái nó lấy của em mất 600 triệu.
Và từ đấy trở đi giờ thì em như vậy chừa luôn, em không dám. Nếu như mà chúng ta trở thành người cực giỏi thì chúng ta mới có thể thắng. Nhưng mà thầy của Lan ấy đã mất 63 tỷ. Đây, em cũng biết người thầy của chị em mình. 63 tỷ đối với một con người, trời ơi. Đấy, quý của chú thế, anh chị thấy không? Nếu mà bây giờ có những cái bạn mà mất, các bạn học nghề mà các bạn gì, các bạn mất 200-300 cái, các bạn đã kết liễu đời mình. Rất là nhiều bạn, tức là lúc này cái nội lực bên trong nó không đủ lớn. Cái nội lực bên trong không đủ lớn là do cái gì? Là do chúng ta không nhận định ra bản thân mình là ai. Bản thân bạn của bạn là ai bạn còn chưa biết, thì làm sao mà bạn như vậy có thể là đủ sức để bạn như vậy là chống chọi với thế giới bên ngoài. Mà như vậy là chúng ta biết là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta chưa biết ta là ai, ta chưa biết ta có kiến thức gì, mà như vậy là ta như vậy à, ta mới chỉ chơi được một hai cái ván thôi, người ta cho thắng rồi, đến lúc gì Robert Kiyosaki nói cái câu gì bạn Hường còn nhớ không? Đừng là con bò mập mạp cho ngoài kia, cho thế giới ngoài kia cắt cổ. Chúng ta biết con bò mập mạp thì biết rồi, lần thứ nhất thắng, lần thứ hai thắng, lần thứ ba thắng và lần thứ tư là gì ạ? Là chúng ta không còn nữa. Đấy là chúng ta chưa biết mình á, chưa biết bản thân của mình, chúng ta chưa hề biết bản thân của mình là ai. Đấy, cho nên là cái câu câu chủ đề ngày hôm nay thì nếu như mà nhìn về góc cạnh nó có nhiều thứ lắm. Đấy. Rất là nhiều bạn còn ảo tưởng với lại bản thân mình cơ. Đúng không? Còn ảo tưởng. Cảm ơn Túc Ma Mao nhé. Đấy. Cảm Chúng ơn ta chị rất là Tâm nhiều Mai, người ngoài xin kia chào. còn ảo tưởng về sự hiểu biết của mình. Mà cái trên đời ấy, cái mà ảo tưởng về sự hiểu biết này là cái nguy hiểm nhất. Mình cứ cho rằng là mình biết tất cả rồi cuối cùng mình chả biết gì, và cuối cùng cái người mà gánh chịu hậu quả đó là ai? Là mình. Cho nên là khi mà chúng ta nhìn nhận ra một cái vấn đề gì đó thì điều đầu tiên chúng ta hãy học tư duy giống như em Hường học tư duy của Robert Kiyosaki. Nhưng học thì phải hiểu cho nó đúng. Mình hiểu nó chưa tường tận, mình vẫn còn nghi ngờ nó thì hãy hỏi những người bên cạnh. Cho nên bữa nay đang có cái lớp đọc sách ấy, thì là quý cô chú anh chị nào mà xem được cái livestream này thì đăng ký vào cái lớp học sách ấy. Vào lớp đọc sách ấy, thì qua cái góc nhìn của chúng ta và qua cái sự phân tích chuyên sâu của những cái bạn người ta giỏi giang, những người người ta thành công rồi thì mình sẽ hiểu thêm lên. Đấy. Hay là chúng ta có thể đọc ở trong TikTok cũng có rất là nhiều, chúng ta bỏ thời gian vào đó, chúng ta bỏ thời gian độ khoảng 30 phút. Chúng ta tìm hiểu về cái lĩnh vực đó. Nhưng điều đầu tiên để hiểu biết về bản thân mình thì mình phải biết là mình hiểu được cái thế giới ngoài kia đến đâu. Đúng không ạ? Mình phải biết được cái thế giới ngoài kia đến đâu. Để mình biết về cái thế giới ấy rồi thì mình thế nào? Mình sẽ chiếm lĩnh nó để mình chiến thắng ngay bản thân mình. Để làm sao? Để mình có cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng. Để làm gì? Để chúng ta khi mà thực sự là chúng ta hiểu biết được nhiều thứ và chúng ta quan tâm đến được nhiều người thì chúng ta mới trở nên hạnh phúc. Và khi chúng ta quan tâm được tới nhiều người, mang lại hạnh phúc cho nhiều người thì chúng ta được hạnh phúc, thì tiền nó sẽ về với chúng ta. Và lúc này tâm chúng ta có đủ rộng thì đức của chúng ta nó mới dày. Tâm của chúng ta không đủ rộng thì làm sao đức dày được? Bởi vì làm sao? Bởi vì cái hiểu biết của mình nó còn hạn hẹp, mình đi còn sai đường, làm sao dẫn lối được cho người khác? Giống như là Robert Kiyosaki cũng nói rằng là kẻ mù dẫn thằng đuôi. Đuôi với mù nó là một, mà ông nói vậy đấy. Đúng không? Cái người Mỹ đấy mà ông nói thế. Đúng không? Khi mà ông là người Mỹ mà ông nói như thế, mà chúng ta ở đây thì chúng ta chỉ có mơ tưởng thôi. Chúng ta mơ tưởng là một đất nước Mỹ là giàu có như thế, đi sang đấy rất là, nhưng mà chúng ta có biết không, sang bên đấy bao nhiêu người bị vô gia cư. Bao nhiêu người sống ở Việt Nam đang sung sướng như mơ một đất nước Mỹ. Khi chúng ta đi sang đến nơi đấy rồi, công ăn việc làm không có. Rất nhiều bạn trẻ nói chuyện với Lan rằng là đi sang bên đấy thì những người nào mà học ở bên Mỹ thì người ta mới trọng dụng những cái người mà có trình độ á. Còn nếu như mà không học ở bên Mỹ thì những người đấy rất là khó xin việc. Thứ hai nữa là gì? Nếu như ở bên Mỹ á thì các bạn ấy thường hay là gì? Các bạn thường hay là làm móng chân móng tay ấy, gọi là làm neo. Thế làm neo thì chúng ta cũng thấy là đợt vừa rồi là cũng có ở bên California hay ở đâu nhỉ?
là các bạn ấy như vậy là có một cái chai hóa chất gì đó để cho một người bị ngất và người ta đã dừng lại cái hoạt động. Cho nên nếu như Covid dừng lại cả thế giới thì trong một cái biến cố nào đó chỉ dừng lại của chúng ta thôi. Thì nếu như chúng ta vẫn cứ gì, chúng ta làm neo cũng được, chúng ta làm lao động cào tuyết cũng được, chúng ta làm bất kỳ một việc gì cũng được, đó đều là lao động, là vinh quang. Nhưng khi mà chúng ta dừng lại công việc ấy, chúng ta không có tiền. Và không có tiền thì chúng ta sẽ dẫn đến điều gì? Đấy. Cho nên chúng ta chưa biết bản thân của chúng ta đang nguy hiểm. Chúng ta đang bị đóng băng cái bản thân của ta, chúng ta bị đang bị đóng băng vào cái suy nghĩ. Chúng ta đang đóng băng tất cả các thứ thì làm sao mà chúng ta tiến tới sự giàu có được? Cho nên là cần phải học. Đấy, cần phải học rất là nhiều. Cảm ơn bạn Mao, cảm ơn đấy, em chào chị Kim Oanh này, chị Kim Oanh xinh đẹp cũng vào này, em Tạc này. Đấy, em Tạc. Comment vào chứ. Đấy, Đông Giang. Đấy. Khi mà các bạn biết được rồi, biết mình biết ta thì trăm trận trăm thắng. Khi mà mình biết mình rồi. Cho nên cái thứ nhất, nếu mà mình ảo tưởng cái sức mạnh của mình đó là về sự hiểu biết của mình, đó, thì mình cũng dễ dàng bị dẫn đến đó là gì? Không lo được cho mình, mà không lo được cho mình thì làm sao mà mình có thể là lo được cho người khác? Đấy. Cho nên là ở đây á có rất là nhiều bạn, hôm trước là em Hường biết không, ở trong cái câu lạc bộ đọc sách ấy cũng có bạn, bạn bảo rằng là bạn biết Kim Tứ Đồ đến là 10 năm nay. Nhưng mà sau khi đọc Kim Tứ Đồ xong rồi thì một bạn loay hoay, bạn đi loay hoay để bạn đi tìm các cơ hội và bạn ấy đã đầu tư và bạn đã mất rất là nhiều. Chỉ đến khi bạn ấy quay lại và bạn đọc, bạn nghiền ngẫm xong rồi bạn biết đến 10 cái tiêu chí này thì lúc này bạn mới hiểu ra, bạn mới hiểu ra rằng là cái cơ hội của UST này là cơ hội ngàn năm có một, cho nên bạn đã vào và bạn thấy thân tâm trí rất là bình an. Đấy. Cho nên là, nhưng mà ở đây thì cũng nói với những bạn nào mà đã từng bị mắc mớ về cái chuyện tiền đấy, thì thực ra những bạn nào có con đường đời số 8 ấy. Đấy, những con đường đời số 8 hoặc là ngày sinh số 8 hoặc là cái nội tâm của bạn ấy số 8 ấy, thì là những cái bạn này là bạn thường hay là bị chênh chao cái cảm cảm giác gì? Cái cảm giác về cái cảm xúc về 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 tài chính. Và khi mà bị chênh chao mà bạn lại tìm về cái như vậy là cái giai đoạn đấy, cái giai đoạn cuộc đời mà bạn làm không đúng là bạn sẽ bị thử thách. Thế nhưng mà cũng tặng bạn một câu như thế này, nếu kết quả mà đi đi của sự việc á mà bạn lựa chọn ấy nó đi ngược lại với ý muốn ban đầu của bạn ấy, thì bạn hãy tin rằng cuộc đời này đã an bài một cái cơ hội khác cho bạn. Thế nhưng mà cái việc mà bạn có nhận được ra không để bạn lựa chọn thì lại cần phải có kiến thức. Đấy. Nếu như kiến thức của chúng ta không có, cái đôi mắt của chúng ta không đủ cái nhãn quan để mà chúng ta soi ấy, thì thực ra các bạn lại tiếp tục gặp những cái bài học khác nhau. Còn khi mà là những cái con người thật, việc thật, giới thiệu bản thân này, tên họ này, và tất cả các bạn ấy đã đi ra mà để nói với mọi người rằng mọi người ơi, hãy xem đây là một cơ hội đây, thì chúng ta hãy nghiên cứu, nghiêm túc nghiên cứu về nó đi để chúng ta gì có hạnh phúc và thịnh vượng. Còn chúng ta cứ mơ cái hạnh phúc và thịnh vượng của chúng ta nhưng mà rồi chúng ta làm gì? Chúng ta không có đủ kiến thức để chúng ta nhìn nhận ra mà chúng ta lại cái thân khẩu ý của chúng ta nó gieo hạt ở trong tiềm thức của chúng ta lại không đúng nữa. Thì kết quả chúng ta nhặt được đó là gì? Nó vô cùng vô cùng là nguy hiểm. Đấy. Cho nên là khi mà, nhưng mà cũng chúc mừng em Hường nhé, một cô gái số 3. Người ta bảo rằng cái cô gái số 3 này là vui vẻ hồn nhiên, và chính vì như vậy cái sự kết nối của em thì sẽ rất là có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc và đặc biệt vô cùng là giàu có. Thế thì chúc mừng em này, em đã chọn lựa được cái cơ hội và em đã trở thành người mà như vậy đi lan tỏa cái giá trị này đúng như cái trường năng lượng của em. Đó thật sự là tuyệt vời. Bởi vì cái tâm của em nó rộng lớn lắm luôn. Mà tâm rộng thì đức dày thế thôi. Từ đầu livestream giờ Lan nhắc cái câu này rất là nhiều. Tâm rộng thì đức dày.
mình cho đi với cái tâm của mình không mong cầu cái điều gì, chỉ mong muốn những người khác xung quanh mình trở nên giàu có, thì tại sao mình lại không giàu có đấy? Còn khi mà mình thấy rằng mới chỉ có một cái công nghệ thôi, nhưng nó mang lại cái niềm hạnh phúc và hứng khởi cho tất cả mọi người đấy. Ôi chào chị Nguyễn Thị Thanh Hương, là một người vô cùng năng lượng ở trong lớp đọc sách đấy. Cảm ơn em Mao đấy. Khi mà chúng ta như vậy là thấy là vũ trụ đang cho chúng ta đi ngược lại. Thế như là cái bạn ở trong đọc sách đấy, là chị Hương biết đây này, bạn nói rằng là bạn nên đi như vậy lòng vòng cả mấy năm, cả chục năm, cuối cùng là bạn thua lỗ liểng xiểng linh tinh. Thế mà đến bây giờ thì bạn ấy bắt đầu mới hiểu ra được cái chân lý, chứ không phải ai cũng đọc sách là đã hiểu ra được ngay đâu quý của chú anh chị ạ. Đấy, đọc sách nhưng trong sách cái thâm ý là như thế nào đấy, cái thâm ý ở trong sách nó như thế nào, để cho chúng ta làm thế nào để chúng ta biết chúng ta là ai chứ. Chúng ta khi mà chúng ta biết chúng ta có ước mơ rồi thì chúng ta đóng băng cái ước mơ ấy lại. Có nghĩa chúng ta nói rằng thôi cứ đi làm một công việc như này cho nó an toàn, như giờ như lừa đảo đầy. Thậm chí là có những người ngây thơ đến cái mức độ là trong mạng xã hội mà người ta yêu cầu chuyển tiền thì mình cứ thế mình từ từ. Xong rồi mình lại còn bảo mình thôi miên, chả có thôi cái gì á. Nếu như mà chúng ta biết thì đó chính là thiếu kiến thức mà thừa lòng tham. Khi mà người ta đánh vào lòng tham của chúng ta, người ta cho chúng ta lãi ngày, giống như là bạn Hường vừa nãy nói bạn ấy đấy. Bạn nói rằng là bạn chơi thắng bạn cũng nhiều mà thua bạn cũng có, đúng không? Thế thì các bạn ấy phải nhận ra cái điều đó là gì. Khi mà bạn thắng thì cái đồng tiền này nó ở đâu ra mà nó thắng? À, cho Hương mà, chị Hương à, dạ. Đấy, đây là giờ có một nữ tướng nhé em Hương nhé, để chị Hương dạ. Giỏi lắm. Đấy. Dạ. À, em chào chị, em chào chị xinh đẹp. À, em nói với em Hường và nói với tất cả các cô chú ở trong trong livestream ấy, tức chị là một con người vô cùng năng lượng mà em ngưỡng mộ chị vô cùng luôn. Bởi vì ở đâu cũng vậy, chị thể hiện được cái sự xuất sắc của mình. Không kể là như vậy là chị đã tuổi đã lớn, nhưng mà ở đây những cái năng lượng của chị truyền cái cảm hứng cho mọi người rất nhiều lắm. Thế thì chị có thể giới thiệu với lại mọi người trong livestream về chị được không ạ? Dạ vâng. À, xin chào cô giáo Ngô Lan xinh đẹp. Xin chào bạn gái tên gì mà Hương cũng chưa rõ ạ. Bạn Hương đấy ạ. Xin mến chào toàn thể các quý cô chú anh chị của tường livestream của Ngô Lan. Vâng, kính xin gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng ạ. Vâng, chúc một buổi tối mọi em người chào vui chị vẻ, Hương hạnh ạ. Phúc và đầm ấm với gia đình yêu thương ạ. Vâng, cũng hôm nay cũng vô tình là đang đi qua một số livestream của anh chị em thì quay lại đây lại thấy của Ngô Lan, lại ghé vào tường thăm Ngô Lan một chút với anh chị em. Vâng, Thanh Hương xin tự giới thiệu là Thanh Hương sinh năm 1964 tại thị xã của Lào Cai, một vùng núi rất là nghèo và hẻo lánh. Vâng, và trong một gia đình công nhân gồm 9 anh chị em và 2 cha mẹ già. Thế rồi do ảnh hưởng của chiến tranh biên giới mà cuộc sống nó rất là gian nan vất vả. Thế rồi cũng phải bỏ quê để về Yên Bái sinh sống một năm. Thế sau đó thì theo cái tiếng gọi của quê Hương thì gia đình Hương cũng quay trở lại Bảo Yên sinh sống và lập nghiệp đến bây giờ. Thế nhưng mà cuộc sống thì biết bao nhiêu thăng trầm ạ. Nhưng mà thôi thì cũng được đại diện cho gia đình là tốt nghiệp phổ thông trung học. Thế xong là cũng muốn mơ ước làm cô giáo như cô giáo Lan đấy ạ. Nhưng mà thực tế là thi đại học lại thiếu mất 0,5 điểm. Nên là không thực hiện được cái ước mơ làm cô giáo của mình. À, Thanh Hương đã phải làm công nhân của công ty lương thực Bảo Yên, coi như làm công ăn lương 8 năm. Thế thì 8 năm thì công ty giải thể thì Thanh Hương đã về với 830.000 đồng và đã cũng như bao nhiêu người khác là Thanh Hương cũng đã xây dựng gia đình có một con trai một con gái. Vâng, nhưng cuộc sống nó không được hạnh phúc là được bao lâu ạ. Thì năm 2005 thì ông xã nhà mình đã mắc bệnh hiểm nghèo và ra đi để lại 2 đứa con nhỏ và một đống nợ chồng chất. Thế và Thanh Hương đã rất là đau khổ. Thế sau khi tỉnh giấc dậy thì đã đi muốn tìm các cơ hội để làm sao mà trang trải được nợ nần và nuôi các con ăn học trưởng thành. Và Thanh Hương đã bị sập bẫy tài chính ạ. Vâng, thưa các anh các chị, có 3 ngày thôi ạ thì coi là mấy đồng tích góp lại thổi nốt, thế là coi là chìm sâu trong cái bể nợ nần. Thế và Thanh Hương đã quyết tâm với cái tâm cái tinh thần và cái nghị lực của mình, là quyết tâm đứng lên trên đôi chân của mình, là Thanh Hương đã quyết tâm đứng dậy và đi tìm tiếp thì đi tiếp tục là tìm kiếm các cái cơ hội. Thì rất là may mắn ạ, thì tháng 8 năm ngày 8 tháng 2 ạ, năm 2019, nhân một dịp về Hà Nội thì là được gặp Top Expert Tân Phương cho biết cái cơ hội tàu cao tốc trên cao. Thế là cũng sau 3 tiếng nói chuyện thôi thì Thanh Hương đã tham gia ngay một gói 250 đô. Sau đó ta tìm hiểu sau. Thế thì sau 2 tháng
thì cứ thấy cái con tàu nó bay ở trên cao ấy, thì mình bảo sao này tàu nó lại bay trên cao mà lại bảo không có người lái, mình cũng tò mò. Thế sao mà chỉ có 6 triệu thôi mà lại được 197 triệu tiền Việt Nam? Thế mình lăn tăn, thế mình bảo quyết tâm để đi tìm xem cơ hội đấy như nào. Thì thấy cái cơ hội này nó lại quá tuyệt vời. Thế cái công nghệ thì nó lại là cái công nghệ phát triển theo hướng hiện đại và công nghệ mà lại có giá trị cho nhân loại, lợi người, lợi mình, lợi chúng sinh. Thế xong rồi thì chủ tịch tập đoàn này quá là đáng yêu. Vâng, có tâm, có tầm, có tài, có đạo đức, có trí tuệ và có tình yêu và có nghị lực phi thường. Đặc biệt là cái tình yêu thương ngài dành cho tất cả mọi người khắp nơi trên cái thế giới này, và đặc biệt là ưu tiên cho người nghèo. Thế và Thanh Hương đã quyết tâm tìm hiểu và rất là yêu mến ngài và yêu mến các cái sản phẩm của ngài, và đã tập trung là trở thành cổ đông này, sau đó trở thành đối tác này, thế và chia sẻ lan tỏa cái cộng đồng chúng ta nắm bắt cái cơ hội uy tín và giúp đỡ cho nhiều anh chị em đã vươn lên trên cái thoát nghèo. Vâng, và một số anh chị em cũng được trở nên là giàu có đấy ạ, cũng lên trở nên giàu có đấy. Vâng, và bây giờ Thanh Hương đã tập trung 100% thời gian và công sức của mình cho cái công nghệ UT để lan tỏa giá trị yêu thương của công nghệ UT, công nghệ xanh, công nghệ của tương lai đến tất cả mọi người khắp nơi trên mọi miền của Tổ quốc chúng ta. Và không những thế mà đã được anh chị em nước ngoài đón nhận đấy ạ. Vâng, đón nhận là hỗ trợ cho dự án của chúng ta có đến hàng triệu đồng đấy ạ, hàng triệu đô đấy các bạn ạ. Đấy, tuyệt vời không? Đấy, đâm ra là rất là tuyệt vời, không cứ là Việt Nam mình đâu ạ. Vâng, anh em trên toàn thế giới còn ủng hộ cái dự án của chúng ta mà. Thế đâm ra tại sao Việt Nam chúng ta lại không mở lòng nhỉ? Anh chị em không chịu mở lòng, cứ bảo nó ảo rồi thì nó không có thật, mà rõ là cái con tàu của chúng ta chạy hai công viên thực nghiệm rồi, 7 tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rồi, là sao họ có người họ vẫn không tin, họ vẫn không chịu mở nút chai, nước mà cứ tràn ra ngoài, không cho nước đổ vào chai. Thật sự là anh chị em chúng ta, vì vậy thôi thì đấy là chị em chúng ta biết là cái công nghệ UT, chúng ta là những người đi đầu xu thế, chúng ta là 1% ạ, chúng ta đang đi ngược lại 99% trong cái vòng quay của một cái vòng luẩn quẩn. Vì vậy mà chúng ta đã hết quyết tâm kiên cường duy trì, cứ mạnh dạn chia sẻ cái công nghệ UT này. Ai nghe là việc của họ, việc tuyên truyền là của chúng ta, chia sẻ là của chúng ta. Ai đón nhận là họ có vạn phúc tùy duyên, ai có phúc có phần, đúng không ạ? Vâng, vạn sự tùy duyên, đó là cái chuyện chúng ta có duyên có phần với nhau thì chúng ta mới đi được với UT. Nếu còn không có thì chúng ta không bao giờ đi được UT, bởi chúng ta là những con người tử tế thì đi trên con đường bảo vệ hành tinh cùng ngài chủ tịch. Chúng ta hãy giải cứu hành tinh với những con người tinh thần tử tế. Vâng, thưa toàn thể anh chị em chúng ta như vậy. Vâng, Thanh Hương cũng muốn chia sẻ với anh chị em hôm nay, không biết là chị cô giáo Lan là có chủ đề gì. Thế nhưng mà Thanh Hương chỉ biết vào đây chia sẻ với anh chị em thì thôi, chỉ mong rằng đây là giai đoạn 14.3. Chúng ta vẫn còn cơ hội là 1.000 đô ăn 27.500 cổ phần. Đó, nếu chúng ta trả thẳng, còn nếu trả góp là vẫn được 25.500 cổ phần. Chúng ta hãy nhanh tay sở hữu cổ phần của UST để chúng ta trở nên giàu có ạ. Vâng, xin cảm ơn toàn thể anh chị em chúng ta đã lắng nghe. Vâng, xin hết ạ. Xin trả lại chị ạ. Cho em đi Ngô Lan ạ. Vâng. Ngô Lan. Cảm ơn chị Hương rất là nhiều, chị biết không? Hôm nay cái chủ đề của cái buổi livestream ngày hôm nay đó là biết bản thân mình thì bạn sẽ biết cả thế giới. Thế thì cái câu chuyện ấy, bản thân của mình thì rất là nhiều người bây giờ vẫn còn đang mơ hồ, không biết là mình đang mơ được về cái điều gì. Các bạn ấy thì vẫn là chỉ có mơ là có một cái công ăn việc làm ổn định, thì có tất cả các thứ, thì đó là những cái ước mơ rất là chân quý. Nhưng chỉ đến khi là, tức là rất là may, tức là đúng là vũ trụ hợp lực, là hôm nay làm sao mà chị Hương này đi qua này vào tường đây để nói chuyện với bà con, thì nó có được cái độ tuổi của chị, tức là chị sinh năm 1964 ạ. Ngày mấy tháng mấy năm 64 ạ chị? Dạ. Chị sinh là ngày mấy tháng mấy năm 64? Mình 29 tháng 12 64. Ôi. Em Hương thấy không? Con rồng nằm trọn trong năm mình ạ. Tuyệt vời luôn. Chị biết không, bởi vì thực ra chị, cái năng lực nói của chị đó là một nữ tướng, cho nên là bây giờ em biết là tại sao mà chị vào mà chị nói, mà chị có nghĩa là cái năng lượng của chị nó tràn đầy luôn. Vừa nãy em tạc em nói rằng là cô Thanh Hương vào là bắn, gọi là bắn liên thanh. Tức là cái năng lượng của chị á, nó tràn ra tới mọi người luôn. Tức nó truyền cảm hứng cho mọi người chị ạ. Đấy, mà chị vào chị thấy không? Khi mà chị nói là mọi người em thấy rằng là mọi người rất là lắng nghe chị. Ở đây thì cũng cảm ơn chị Hương, bởi vì sao? Cái tâm của chị nó rộng lớn lắm luôn. Cái tâm của chị nó rộng lớn. Chưa đọc thơ đâu ạ. Vâng, nhưng mà có một cái điều như này chị Hương biết không? Tức là hầu như tất cả mọi người của mình là bị đóng băng lại. Cái mong muốn của người
đóng băng đại chỉ đến khi mà đến cái tuổi như chị em mình, tức là gần về hưu với lại về hưu rồi ấy, thì bắt đầu lúc này mới thấy được là cái sức mạnh của đồng tiền. Chị có công nhận với em không? Thế nhưng mà từ trước đến giờ thì mình đâu có biết là cái mơ ước của mình phải là cái mơ ước đồng tiền đầu tiên á. Bởi vì cái đồng tiền nó làm cho mình như nào, rất nhiều người vào tiền nhiều để làm gì, nhưng bây giờ thì mình đã nhận ra được là tiền thì nó gì giúp mình được quan tâm từ tới mọi người. Mà cái việc mà quan tâm tới mọi người ấy, thì mình sẽ gì thực sự hạnh phúc. Chúng ta muốn quan tâm tới những người đau ốm, chúng ta cũng phải có tiền, nhưng không phải bảo tôi chỉ cho sức lực với nụ cười. Thì làm gì có những cái việc mà đi kêu gọi các mạnh thường quân để mỗi người như vậy, người có áo, có quần, người có đồ tịch, người có tiền, đúng không chị? Đấy. Mà cũng chính vì cái này cho nên là nhiều người thì làm từ thiện là đúng, nhưng mà nhiều người làm từ thiện này bị sai mục đích. Chị công nhận với em không? Thế mà ở đây là có cả em Hường nữa, tức là cũng là một người mà đi làm từ thiện nhiều rồi đến chị như thế. Bây giờ em hỏi đơn giản, khi mà anh hoàn thành cái sứ mệnh của anh trên cuộc đời này, anh ra đi rồi á, thì có phải là một tay chị là phải nuôi các con cái không? Thế nhưng nếu mà con cái mà chúng ta mà nó cũng giống như chúng ta nữa, thì chúng nó riêng cái việc mà nuôi dạy con cái của chúng, chúng đã chưa hoàn thành, chứ đừng có nói là quan tâm được đến mẹ, đúng không? Đấy, cho nên là khi mà mình từ 2010 đến bây giờ đấy ạ, từ 2010 đến năm 23 là 24 năm, là 14 năm các con nó đi sắp đi rồi, ở một mình mà đó, tự lo tự sống thôi. Bây giờ đang ở nhà trông chăm sóc một cụ già 90, bố mình đấy, bố đẻ của mình là 93 tuổi. Cho nên là anh chị em cứ mời là đi vào từ Bắc vào Nam để đi chia sẻ cùng với anh chị em để hỗ trợ. Nhưng mà thú thật là đang ông cụ ở nhà không dám đi chạy lại với cụ, đúng không? Không dám đi. Nhưng mà chị chia sẻ là nhà có ông đấy, thì có phải bây giờ chị đang chăm ông với cái mức độ đó là chính là bởi tình thương yêu của chị? Chứ còn thực ra nếu mà nói về cái việc là mà mình có thể là cho bố được nhiều hơn á, thì có lẽ là chờ phía sau. Nhưng mà em vẫn chúc mừng chị, bởi vì làm sao những con người mà hiểu ra mà nắm được cái cơ hội này thì ít lắm, vẫn còn ít đấy. Cho nên là thì đúng là như vậy thì em mình vẫn nói với nhau mà chúng ta chỉ có 1% thôi, còn lại 99% đi theo một vòng quay. Và cuộc sống bây giờ họ cứ nói là hạnh phúc là quan trọng, có hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng thưa các anh các chị, thời buổi bây giờ nếu chúng ta chỉ có hạnh phúc thôi nhưng chúng ta nghèo đói thì khó lắm ạ. Thưa các anh các chị, vô cùng khó. Vì vậy bây giờ cuộc sống thời đại 4.0 rồi, chúng ta nếu chúng ta nói không có tiền thực sự là quá sai lầm đó. Nếu được có đồng tiền thì chúng ta sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Và như thời xưa thì họ cứ nghĩ là ở người ta, những người giàu có họ tham lam độc ác, rồi họ ghê gớm lắm. Nhưng thực tế bây giờ, cuộc sống bây giờ thực tế lại không phải như vậy. Những người chúng ta có thì chúng ta lại đang cho đi vô điều kiện các bạn ạ. Ta vô cùng chỉ muốn có thì họ cho đi thôi, kể cả như Thanh Hương chưa có cho hết trước rồi. Cho hết trước thì ta dính tiếp, không quan trọng vấn đề gì cả. Đấy, thế nhưng mà thực tế thôi thì mình cho nụ cười thì cũng là ta đang cho đi ạ. Vâng, chỉ cần cho một ánh mắt nhìn trìu mến thôi cũng là ta đang cho đi nhé. Và khi chúng ta cho đi là nhận lại, và chúng ta càng cho đi nhiều thì chúng ta càng hạnh phúc. Mà khi chúng ta hạnh phúc rồi thì vũ trụ sẽ lập được cho chúng ta những gì chúng ta có. Chúng ta không mong muốn nhé, mà khi đó là vũ trụ tự. Chị có thể nói to lên chút nữa chị ạ, hơi bị nhỏ. Hay là tại cái mạng của Hương ạ, các bạn không nghe rõ hả? Đấy, thế là nghe rõ chị nói như thế nào nghe rõ rồi hả? Vâng. Vâng, thì bây giờ mà chúng ta hãy tất cả là chúng ta hãy tập trung vào cái công nghệ UST, vì đây là một chương trình vô cùng nhân văn ạ. Vâng, và cái dự án này đây nó là một cuộc cách mạng về giao thông vận tải trên toàn thế giới, mà cả thế giới đã công nhận cho chúng ta là cái giao thông vận tải chúng ta chiếm 50% thị phần về giao thông vận tải trên toàn thế giới, thì nó vô cùng to lớn và mạnh mẽ. Vâng, và nói đến giao thông vận tải thì chúng ta đó là một cái huyết mạch của một đất nước. Nếu mà đất nước nào mà có cái ngành giao thông phát triển thì cái đất nước phát triển kinh tế vô cùng mạnh các bạn ạ, vô cùng là giàu có đó. Thế thì bây giờ chúng ta lại nói đến giao thông mà chúng ta lại cứ lùi ra ngoài, giải quyết mọi cái triệt để mọi cái vấn nạn trên toàn thế giới, không có ô nhiễm môi trường, không có tai nạn giao thông, mà không có tắc đường kẹt xe, nó vô cùng là tuyệt vời, còn sao nữa đâu ạ. Bây giờ chúng ta chỉ cần nói mạnh về ba cái vấn đề này thôi đó, sau đó chúng ta nói về cái chủ tịch của chúng ta thôi. Mà Thanh Hương toàn chia sẻ hai vấn đề này chủ yếu thôi ạ. Đấy, các anh các chị có yêu cái công nghệ này không? Nó giải quyết như thế đấy. Anh chị 3-4 năm Covid, các anh chị biết là mấy bao nhiêu sinh mạng của nhân dân trên toàn thế giới không?
miền Nam Việt Nam chúng ta cả gia đình đi hết không biết trả cho cốt cho ai ạ. Vô cùng là đau khổ. Thế rồi quốc lộ 70 của Hương này ngày nào cũng xảy ra tai nạn. Không có xe máy thì va vào xe đạp, không có xe đạp thì ô tô, dễ đành đạch luôn. Thực sự là xót xa các bạn ạ. Vì vậy Hương chỉ mong làm sao cái con tàu Uyên này chạy toàn thế giới và về Việt Nam chúng ta, để chúng ta được hưởng, chúng ta được hưởng ngồi trên con tàu đó để chúng ta chiêm ngưỡng nó. Và Hương cứ thiết tưởng rằng là đáng nhẽ là cái công nghệ này chúng ta đã đến Việt Nam trước đấy, để chúng ta thành lập một cái công viên trình diễn đẹp nhất Việt Nam tại Đông Nam Á. Nhưng không ngờ là đất nước Việt Nam chúng ta chưa đón nhận cái công nghệ này, vì vậy đã trượt sang bên Indonesia rồi. Indonesia chúng ta đã ký kết và cái con tàu nó sẽ chạy trên Indonesia, nối tất cả quần đảo Indonesia với nhau. Đó, thế là chúng ta mai kia có thăm thì phải sang đấy, công viên trình diễn tại Indonesia các chị em ạ. À. Vâng, nhưng mà thôi cũng gần hơn đúng không ạ? Chứ sao bay sang tận bên Dubai thì chúng ta thì 5.000 cây số là hơi vất vả đúng không ạ? Với vốn chị em mình này đang tấp cóp từng xu một để mua cổ phần giá rẻ để hỗ trợ cho chủ dự án của chúng ta đúng không ạ? Vâng, hỗ trợ cho chủ tịch tập đoàn, đâm ra là cũng chưa dám nói là đi du lịch đúng không ạ? Vâng, nhưng xin cũng cảm ơn toàn thể anh chị em chúng ta đã đạt cái giải vàng vừa rồi sang thăm ngài chủ tịch. Rất là thương ngài các chị ạ. Ngài vô cùng là có nghĩa là ngài thì không suy sụp đâu ạ, nhưng mà ngài nghĩ làm thế nào để giả được tiền cho anh chị em chúng ta, và làm thế nào để có cái đồng tiền cổ tức để chi lại cho anh em chúng ta. Chị ơi, chị biết không? Không, thực ra là chị, các chị em mà khi mà đã vào được UST ấy, thì người ta hiểu ra cái giá trị và người ta đang lan tỏa rất là nhiều. Nhưng mà tại sao, chị đã đặt câu hỏi là tại sao bà con mình vẫn chưa nhận ra vấn đề không? Thì theo như là em ấy, theo em nghĩ đấy, là chính bởi vì là bà con mình cảm thấy là nó an toàn. Chính cái an toàn này nó dẫn đến là không dám rủi ro. Còn nếu bây giờ mình yêu UT mà mình cứ nói miết thế mà người ta chưa mở ra, bởi vì vấn đề đấy là vấn đề của họ. Khi mà ta giải quyết được vấn đề của chính họ, còn vấn đề của ta đó là gì? Ta đã hiểu về nó rồi, ta biết đây nó là kho tiền rồi. Đấy. Thế thì nếu mà ta cứ nói tiếp tục như thế thì người ta sẽ rất là dị ứng. Người ta dị ứng. Người ta cảm giác rằng là người ta đang bị như kiểu dạng là chào mời. Họ không hiểu ra cái vấn đề của họ bây giờ hiện nay á là gì. Cái tự do tài chính nó sẽ mang hết, không chỉ công nghệ UST của ta đâu chị ạ, mà còn rất là nhiều những cái công ty tốt, những cái tập đoàn tốt ở ngoài kia. Thế nhưng mà bây giờ thực sự là ta phải mở mang cái tư duy của mình ra, ta biết ta muốn gì. Thế thì hiện nay có rất là nhiều người vẫn chưa biết mình muốn gì, đặc biệt là nếu mà chị đi mà chị chia sẻ cho các bạn sinh viên thử xem. Bởi vì các bạn ấy đang còn tự do tài chính mà. Các bạn tại sao lại nói là tự do tài chính? Bởi vì bố mẹ của các bạn ấy vẫn đang chu cấp cho các bạn ấy. Thế nhiều bạn nữ đi lên trên thành phố, ngoại trừ cái việc mà học hành là bằng các những cái chuyên đề, những cái tín chỉ các bạn phải nộp tiền, thì là các bạn phải là tiền ăn, tiền mặc. Các bạn chưa làm được, bố mẹ ở nhà phải làm lũ cả năm đấy để cho các bạn đi tiền để mà gì? Để mà sinh hoạt ở phí ấy. Thì lúc này các bạn ấy đang được là tự do tài chính. Một là các bạn được tự do tài chính. Hai nữa là chị biết không, với những cái gia đình khó khăn ấy, khi mà người ta chưa có cái tài chính ấy, thì người ta lại được vay vốn cho sinh viên. Thế là cái tư duy của các bạn ngay từ đầu tiên cái gì là các bạn đang là con nợ rồi. Và các bạn đi ra ngoài các bạn phải bắt buộc làm ra tiền mà nó càng nhanh càng tốt. Cho nên dẫn đến các bạn không có kiến thức, thì cái việc mà đang cần tiền ấy, thì nó lại để cho các bạn trở thành con nợ. Và cái cuộc đời của các bạn nó bắt đầu là càng khổ. Bởi vì là 22 tuổi thì tốt nghiệp. Tốt nghiệp xong ra trường thì bắt đầu là lúc này mới là cái trường đời. Mới là trường đời. Thế nhưng cái kiến thức tài chính không có. Thế nhưng mà cái kiến thức tài chính là ngay từ đầu đã bị đặt tư duy sai. Đấy. Có nghĩa là mình phải vay mượn rồi mình và các thứ, cho nên dẫn đến là gì? Dẫn đến là các bạn ấy rất là sợ mất tiền. Rất là sợ mất tiền. Và sau đó thì các bạn ấy nghĩ và thôi bây giờ có công ăn việc làm ổn ổn cái là như vậy trả hết nợ đi rồi đến lúc nào mình cũng tiết kiệm được. Chứ còn bây giờ mà chơi vào cái gì nhỡ cái. Người ta không gọi đó là đầu tư mà người ta gọi đó là chơi. Thế nhưng mà trong đầu tư thì lại có rất là nhiều dạng đầu tư. Chị thấy là 7 cấp bậc đầu tư. 7 cấp bậc đầu tư nhưng mà người ta cũng không hiểu. Cũng như trước đây cũng như mình thôi. Khi mà mình chưa đọc về Robert Kiyosaki mình đâu có biết được điều này. Chỉ có công nhận em à. Đấy, cho nên ở đây có cả em Hường nữa, tức là rất là chúc mừng em Hường khi mà nhận ra
cái vấn đề thì em Hường đã vào, và em Hường đấy, mới đầu em Hường cũng tư duy là tiền nhiều để làm gì đấy, bởi vì nhà em ấy, em là một hiệu trưởng mầm non, chồng là một chủ doanh nghiệp, thì mà bạn cần gì nữa đâu. Bởi vì lúc này tức là trong gia đình của bạn ấy, là tất cả mọi thứ nó đang là trên cái mức của những người bình thường, trên cái mức, tức là mức tiêu pha của các bạn là trên cái mức người bình thường. Các bạn thích đi chơi, các bạn được đi chơi, thì lúc này bạn nó có làm từ thiện, nhưng mà với cái mức độ bạn bảo tiền nhiều để làm gì. Nhưng chỉ sau khi hiểu ra cái giá trị rằng mình sống không chỉ cho mình mà còn cho bản, không thể không chỉ sống cho bản thân mà còn sống vì một cái sứ mệnh, thì lúc này bạn đã hiểu ra. Cũng giống như chị, khi mà gặp biến cố rồi, một mình phải chống chọi để mà nuôi con, để mà chăm sóc bố, thì lúc này mình mới hiểu được giá trị của đồng tiền. Không có tiền nó khổ lắm chứ đâu phải không, đúng không? Đấy, cho nên là rất là cảm ơn ông Robert Kiyosaki. Và nói thực sự ra thì đối với bản thân của em thì là cũng là đọc sách thì mới hiểu ra vấn đề, và muốn là trao truyền ở trên mạng xã hội. Thế nhưng mà chúng ta ở trên mạng xã hội này, những ai mà đã đang nghe livestream, hoặc là những cái ai mà như vậy sau này đã biết được về nó, thì nhớ một điều: sự thật nó luôn luôn là sự thật. Sự thật đó là khi chị Nguyễn Thị Thanh Hương là quê quán ở đâu, là chị đang làm gì, chị công bố cho các bạn biết. Khi em Hường ở đâu, làm gì, chồng làm gì, con làm gì, cơ duyên nào đưa đến, thì đây là những con người thật, những việc làm thật. Vậy thì tại sao các bạn lại không có cái tư duy của người thành công đi? Hãy hỏi họ ấy, xem tại làm sao, cơ duyên nào mà với một cái tập đoàn như thế này thì gọi là huy động vốn rồi đấy, mà người ta này không sợ, mà người ta cứ đưa ra. Có phải vì tiền không? Thì không, không phải vì tiền đâu, mà vì là người ta đang mong muốn cho các bạn giàu có. Còn đối với chị Thanh Hương là bây giờ cái số cổ phần đấy là chị yên tâm rồi, cái quãng đường già về sau của chị là ngon lành rồi đấy. Chị có thể là vất vả trong 1-2 năm tới, ông chăm sóc ông vất vả 1-2 năm tới, nhưng tới đây ông sẽ có cuộc sống tốt hơn bây giờ. Mặc dù bây giờ với một người con hiếu thảo như thế này là chị đã có được cái đức độ mà để lại cho con cháu cũng phải nhìn vào. Thế nhưng mà vài năm, 1-2 năm nữa thôi, ông sẽ được chăm sóc đầy đủ hơn. Thế nhưng lúc đấy bố cũng già rồi, chị nhỉ, cũng giống như em, bây giờ mẹ cũng đã lớn tuổi rồi đấy. Và chính bởi vì là như vậy là phải chăn trở với mẹ, cho nên là bấy lâu nay chị thấy là cái năng lượng nó cũng hơi bị phân tán, chứ không phải là nó tụt xuống đâu nhé. Đối với em thì chỉ có mong muốn là giúp được người khác, cũng giống như chị, cái nội tâm con số 9 đây đấy. Chị là nội tâm con số 9, đó là sự cho đi, sự bao dung đó. Chỉ có một điều ngày hôm nay chị nên với lại hai chị em thì em Hường ơi, em Hường nói với chị Hương rằng là chị Hương đang phải bổ sung con số 4 đấy. Tức là chị Hương phải bổ sung điều gì? Em cảm ơn chị. Em chào chị Hương, và em đã gặp chị ở trong thủ lĩnh sáng tạo mà. Em rất biết chị Hương, và mỗi lần chị Hương mà xuất hiện là chỗ đấy gọi là bừng sáng lên. Chị Hương là người truyền cảm hứng và truyền năng lượng vô cùng lớn. Em cảm ơn chị. Chị có nghe em nói rõ không? Em nói hơi nhỏ một chút em ạ. Em để sát nhỏ hơn để em nói gần cho gần rõ. Cái micro một chút. Đấy, thì mỗi lần là em thấy chị xuất hiện ở đâu là chỗ trang đấy nó tưng bừng và sáng lên, giọng chị rất là tuyệt vời. Em chúc mừng chị. Hôm nay đã ghé vào live của em và của chị Lan, xong rồi chị lại chia sẻ những cái giá trị. Và thực sự khi chị em mình mà biết đến giá trị rồi thì chị em mình gọi là lan tỏa giá trị vì cộng đồng. Đấy, nên là chị em mình sẽ cùng chung một cái con đường, cùng chung một sứ mệnh. Thì em cũng xin phép, mạn phép là xin chia sẻ với chị thêm, vì năm nay em cũng là năm con số 4. Nếu mà chị là bổ sung con số 4 thì chị lại có cùng trường năng lượng với em mà cần phải rèn luyện đấy. Nghĩa là con số 4 là ta học tập, mà nỗ lực học tập đến không ngừng chị ạ. Là một người thầy mà mình phải nâng cao kiến thức để mình còn dạy dỗ học sinh. Đấy, tại vì con số 4 nó ví như là một người thầy chị ạ. Nên là mình sẽ phải nâng cao cái tầm hiểu biết của mình, học hỏi không ngừng nghỉ,
và mặt khác nữa là kỷ luật bản thân, có những cái kế hoạch này, có những cái mục tiêu mà mình phải rõ ràng ra. Đấy thì mình làm quy hoạch quy trình nó lại. Chưa chị em mình là cảm xúc mà, cảm xúc thì này, hay rất là ngẫu hứng, hay gọi lúc lên lúc xuống ấy. Chị Hương có thấy mình thế không ạ? Là mình sống về tình cảm, thực sự là từ bé đến giờ chỉ sống về thiên về tình cảm thôi, chưa bao giờ nghĩ đến tiền. Thực sự có được không, có được không quan trọng đâu, nhưng thực tế là có lúc phải đi vay thật đấy. Nhưng mà Hương sống trân trọng tình cảm, lúc nào mình nghĩ đến cái tình cảm thôi, mình yêu thương tất cả. Thế thì em mới bảo là chị em mình chị Hương biết thật không? Thì anh chị em là ông cụ nhà mình ấy, ông bây giờ năm 93 tuổi rồi, nhưng mà cụ đã có hơn 6 triệu cổ phần rồi. Ô giỏi. Rồi cụ lại hỗ trợ thêm một gói 1.000 đô nữa. Đấy, cụ đang đóng góp một gói 1.000 đô nữa. Đấy, cụ là người cao tuổi nhất trên toàn thế giới mà tham gia hỗ trợ cho dự án của ngài chủ tịch của chúng ta đấy ạ. Vâng, người cao tuổi nhất trên thế giới mà hỗ trợ dự án, mà cụ 15 gói ghi danh mình ạ. Nhưng chỉ có một gói ghi danh trên toàn cầu, còn 15 gói ghi danh các bạn ạ. Đấy. Nhà mình ấy, 93 tuổi đấy các bạn ạ. Em thấy chị Hương vô cùng tuyệt vời không? Cái video ghi danh của ông nhá, để lúc nào chị gửi cho mọi người tư liệu. Vâng. Chị Hương ơi. Chị năm nay này em chỉ tặng chị một câu như thế này là hãy ra ngoài, hãy chia sẻ nhiều và chị giàu có. Chị càng chia sẻ nhiều năm nay chị càng giàu có. Bởi vì em thường với em là tính ra rằng là chị là cái con số cá nhân là con số 3, cái năm cá nhân của chị. Hãy cắm tiêu, nhớ nhé, cắm tiêu và bước, chị vô cùng giàu có vì điều này này. Em chúc mừng chị, bố chị mà như vậy, đã như vậy là người cao tuổi nhất đấy. Bố chị nếu như mà bố chị thì là cao tuổi nhất là trong giấy tờ á, chứ còn nếu như mà mẹ em mới là người cao tuổi nhất cơ. Nhưng mà bởi vì làm trong giấy tờ nó muộn, làm trong giấy tờ nó bị sai, cho nên là không được là người cao tuổi nhất. Chứ còn thì cụ và tuổi thật của cụ á, bố chị là sinh năm năm 1930 á. À 30. Thế thì bằng nhau. 1930. Thế bằng nhau đấy. Chúc mừng chị. Chúc mừng nhé, hai chị em mình có bố mẹ là bằng tuổi nhau ấy. Đấy. Tôi cũng chúc mừng cho các cụ sống rất là thọ, mà cụ khỏe lắm. Bây giờ sau mấy cái tháng đầu năm là 3 tháng mình chạy theo cụ đi các bệnh viện, thế nhưng sau cái đợt vực được cái là bây giờ cụ tỉnh. Thế chứ này, ơi ơi. Thế mà tuyệt vời thật đấy. Bao nhiêu lần bác sĩ bảo trả về rồi, về lo hậu sự đi. Ôi trời ơi. cùng vượt qua mình ạ. Chúc mừng chị đấy. Nhưng mà em thấy cũng lạ, bởi vì sao, đôi lúc thì chị thích ngồi một mình, nhưng mà em thấy chị cái năng lượng nó tràn đầy luôn. Bà làm sao mà không nhiều cổ phần thế đấy, em Hương thấy không? Thế thấy chị mình không? Ôi trời, vô cùng tuyệt vời. Toàn ngưỡng mộ các chị và chính có cái bài nào để bài những người thầy mà để em học theo rất là nhiều. Em học chị Lan hả? Thực ra như chị Lan vừa nói. Trong cái thời gian nói rất là tất nhiên rồi, nhưng mà các chị em bật mí đi ra nào để có gì để sửa sai. Có nghĩa ta phải bật mí để cái gì ta sửa sai nó. Không, ở trong cái thời lượng của chương trình này thì nó cũng hơi là bị khó, bởi vì hôm nay nó là trong là cái biết bản thân mình thì thôi. Hôm nay cũng nói về luôn bản thân chị luôn. Chị là một người cho đi tới vô cùng luôn chị ạ. Mà cho đi tới vô cùng luôn, và cái sứ mệnh của chị đến với cuộc đời này cũng đó là sự cải cách, sự mở đường. Sự cải cách mở đường, và chị phải hành động tới vô cùng luôn. Kết nối ở ngoại giao, nhưng có cái là cái con đường đời của chị đó là cái con số 7, cho nên là nó hơi hơi gì, đôi lúc là chị thích ngồi mình đúng không? Có điều này không chị? Phần thứ hai nữa là cái năng lực của chị ấy, thì này là cái con số này chỉ có tốt. Em biết rồi, Hường cũng sẽ biết. Chị cái con số ngày sinh của chị 29, cho nên là chị gì là người yêu thương mọi người đến vô cùng, quên cả bản thân mình. Cho nên cái năng lượng nó truyền ở đây này. Nhưng mà thực sự ra chị là một người an toàn đấy chứ. An toàn, nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ gặp bài học về tình, về tiền nhiều lắm đây.
Có gặp không mà cười tươi thế? Toàn cho bạn đến mượn xong là bạn mất hút luôn, mất tiền Ừ, bài học luôn, về chả biết tình và về coi tiền là nhiều lắm. gì luôn. Bởi vì nó là con số 11 mà. Con số 11 là hai con số 1, nó giống như là hai ngọn đuốc á. Chị đây là cái con số đặc biệt, cho nên là chị là còn vất vả hơn những cái người mà có con số từ 1 đến 9. À Con thế số à? từ 1 đến 9 thì người ta đỡ vất vả, nhưng mình cái con số 11 nên là hai con số 1, xong đấy hai con số 1 này cộng vào nó thành con số 2. Đấy, cho nên là ở đây nó đùa vui nhưng mà nó là sự thật đấy. Nên là thôi để hôm nào á là sẽ nói kỹ hơn, nhưng mà hôm nay Có vấn đề gì chị thì chỉ cứ biết nhắn như tin này này. nhá. Được rồi. Đây. Không Bây vấn giờ đề gì chị thì chỉ cứ nghe nhắn này. tin, đúng Bây không? giờ chị chỉ nghe lời em và em Hường nhá. Em Hường vừa nói rồi, nhưng bây giờ em Lan tặng chị này. Thứ Được nhất, rồi, nhất trí. năm nay á chị làm việc này chi tiết vào, an toàn là chi tiết tỉ mỉ, có kế hoạch, có mục tiêu. Đấy. Chị ghi cái đấy ra và chị chiến chi tiết này, này, có kế hoạch này, cẩn thận Này, tỉ mỉ với mọi công việc. kế hoạch này, Vâng. Đấy, chị cắm mục tiêu và chị đi ra ngoài chị chia sẻ vào, chia sẻ truyền cảm hứng vào, chị cứ ra ngoài chị chia sẻ cho em. Năm nay của chị con số 3 mà. Ừ. Đó. Thế thì chị biết rồi, chị biết bản thân chị là như nào. Bản thân chị thì chị mong muốn được chia sẻ, được cho mọi người điều tốt, đúng không? Đừng cho nó đóng băng lại. Đấy, mục tiêu của ngày hôm nay nói chuyện về cái chuyên đề này nó cũng thế. Tức là hãy biết mình, đừng để cho cái bên trong của mình nó đóng băng lại. Cái bên trong của mình chưa có thì bây giờ các bạn nào chưa có thì các bạn phải học 17 tư duy triệu phú. Các bạn phải học những người triệu phú xem người ta làm gì. Thế bây giờ chị Hương đã có tư duy triệu phú rồi, đã có mục tiêu rồi, thì kết hợp với lại cái năng lượng lõi của chị. Đấy, thì bây giờ là chị bung ra ngoài đi và chị như vậy chia sẻ cho nhiều người, và chị cứ càng chia sẻ cho nhiều người chị càng giàu có. Đấy. Thấy chưa? Mà trong khi đó chị đã có 6 triệu cổ phần rồi, thì năm nay của ông rồi, đây cộng của chị nữa chắc chị có chục triệu cổ phần rồi, hơn chục triệu rồi. Đúng không chị? Thế thì nếu mà đã có chục triệu cổ phần rồi thì phải Chị em cả chục phần đấu hai triệu chục triệu hả? nữa. Phần đấu hai chục triệu Vâng. Đấy chị thấy không? Thế là cứ chị cứ như thế này, chị cứ cười cho em là chị hạnh phúc rồi, chị như vậy là xua tan con số 7 đi, cứ như ông cụ á, đa nghi Tào Tháo mà bây giờ đã chạy ra như thế này. Nhưng bẫy tình bẫy tiền cũng đã đủ rồi đúng không? Bẫy tình bẫy tiền đã đủ rồi, bây giờ kiếm được tiền khó rồi, giữ được tiền khó nữa. đúng Cho rồi. nên cứ đi ra ngoài truyền năng lượng nhiều vào. Cảm ơn bạn Ngô Lan rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn bạn Hường. Bạn Hường hả? Bạn Hường phải không? Đúng rồi. Hương với À, Hường là Hương tên Huệ giống Hường này, Lan này, ôi Hương Hường Lan. Hoa nhau. Lan, hoa Huệ, hoa Hường quá tuyệt vời. Đấy. Còn khi mà chị yêu UFD Hoa quá Hường rồi tài thì học lắm ạ. nhưng có một số người á, cô Hương bảo cô không có tiền. Đấy, tiền của cô Hương nó ở đâu đấy? Cô Hương giỏi lắm luôn đấy nghe. Là chỉ đến hôm nay là mới khai thật thôi đấy nhé Tạc nha. Đấy, em nhưng mà em chúc mừng Đang ở chị nước bởi ngoài. vì gì? Em chúc mừng chị bởi vì là chị chỉ có khi mà mình mới giàu có thì mình mới cho đi được nhiều. Trước đây mình cứ bảo rằng là người giàu có là người keo kiệt đúng không? Đấy. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta biết người giàu có mới là người người ta cho đi được nhiều đúng không? Đấy. Đấy. Chục triệu cổ phần đấy. Cú ngầm Tạc kìa, ừ, sở hữu cả thì chục triệu chị củ. vẫn Hôm là sở hữu cả chục cú USD tỷ phú nay cô Gia ngầm Lan phố là chục núi. triệu cổ phần, mục đích sướng quá. Nhưng Em mà quá tuyệt vời chào đúng không? chị Tiên Rồi xin cảm Mai, ơn Ngô Lan rất xin nhiều. Thế hôm chào nay chị Ngô Lan còn chương trình gì nữa không ạ? Hương. Thì nói chung là từ hôm hôm các bạn cứ bảo tại sao chị không livestream mà thực ra là cũng bận đấy. Chị thấy bữa nay em vào trong cái câu lạc bộ đọc sách thì cũng chỉ được một ít rồi bắt đầu lại phải, bởi vì là đang có cái nhiều cái chương trình ở ngoài, mình vẫn còn đang ở cái ô làm công. Thế vừa đấy thì em Hường cũng có đã nhắc đến là như vậy là bên Mỹ, tức là ông robot Kiyosaki ông bên Mỹ mà người 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 Mỹ gốc Nhật
Thế ông cũng đã nói được là cái 65 tuổi như các chị á mà phải lao đi ra ngoài làm thì nhiều lắm. Nhưng mà em cũng chúc mừng chị, bởi vì cái tuổi mà hơn 60 mà lao ra thì đối với chị thì bây giờ là nó đã có cái đích đến rồi. Có nhiều người á, có nhiều nhiều người mà trên cái con đường đi đã khổ sở rồi. Thế nhưng mà cái đích đến thì nó lại không được như ý, nó còn khổ sở hơn. Thế nhưng ở đây em chúc mừng chị, bởi vì cái đích đến của chị nó quá rõ ràng. Và chị chỉ vất vả trong một vài tháng nữa, năm năm 2 năm nữa thôi, thì cuộc đời của chị sang một cái trang mới. Lúc này thì chị chỉ có đi chơi thôi đấy, chỉ có thiết kế nên là đi chơi ở đâu, đi chơi ở đâu, đi đi chùa nào, rồi đi nước nào đấy, đi sang bên ngoài xem người ta làm gì. Rủ đi thăm Dubai đấy mình à, đang có người rủ đi thăm Dubai, đi thăm chủ tịch Vâng, đấy. chị đi 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 bây giờ em nói này, đã được độ khoảng là chị cứ 1 triệu cổ phần rồi thì chị cứ phải có cái kế hoạch ra để cho mình đi nước ngoài đi, chứ chị cứ dồn vào nhiều triệu cổ phần làm gì. Em thì em cứ nói thật đấy, chị á đi ra nước ngoài rồi thì chị về chị làm còn được nhiều hơn số tiền đấy, bởi vì chị mong muốn gì thì vũ trụ hợp lực mà, đây là tư duy triệu phú mà đấy. Chị cứ tiêu cho bản thân chị trước, cái tiêu này không phải chị tiêu đi, tức là mà chị đi chị làm đầy về cái kiến thức của chị, và lúc này thì sẽ có. Cho nên em Hường này cũng đặt này, không em Hường không những là đặt đi Dubai mà em Hường ở trong cái đội nhóm của chúng em ấy đấy. Em Phượng kìa, 10 triệu cổ phần mà cô không có tiền, cô chỉ là người không có gì ngoài cổ phần. Đấy, tức là các bạn ấy đặt điều kiện để các bạn đi đâu, các bạn đi Dubai này, các bạn ấy đi 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 Belarus này đó. Thế thì hôm nay vào đây chị biết bản thân chị là ai rồi đúng không, lúc trước chưa biết đúng không chị Hương? Còn đang đọc hả? À, chị Hương nói thật đi, cái tên Hương với tên Hường nó giống nhau lắm, nó giàu ở cái sự chia sẻ đấy đấy. Thế mà bây giờ là bảo khai thật đi, lúc trước chưa vào đây thì chỉ biết là nói để mà ấy thôi đúng không, bây giờ biết mình là ai rồi đấy. Mình là một con người cực kỳ gì, cực kỳ giỏi, một con người mà chia sẻ truyền cảm hứng như thế thì biết làm sao mà Tạc nói là cô bắn như Liên Thanh rồi đúng không đấy. Chị cứ nói chị chia sẻ, nhưng mà nhớ là phải dùng phương pháp nữa thì chị sẽ thắng chính bản thân mình, và chị mang lại được giá trị cho mọi người nhiều lắm đúng không. Hường ơi, có cái gì mà thấy cười, cái người tên giống mình thế nhỉ, và nhiều triệu cổ phần giống mình thế nhỉ. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ chị em ạ. À, chúng ta cứ cười thật lực vào, Và cười thật lực cứ vào cười đó thật đi, to lên. một nụ cười là 10 thang thuốc bổ mà, cứ cứ làm thế thôi, trao nhau nụ cười là yêu thương rồi đúng không. Chứ nhìn cái mặt cái Bởi chị vì này cũng là bực bội đấy, thế nên học cứ bảo là thôi đi cực kỳ ngưỡng à, mộ cô các đừng có mong, chị là đừng có ngày cười sinh nữa đi, 11/2 cô mang thì nụ gọi cười cho cả là thế giới siêu rồi. của siêu đỉnh rồi. Đấy, mọi người thấy hai con số 3. Sao lại chị lại mang cả nụ cười ra Chị ngoài thế Lan giới này, thế? chị Lan lại bảo là hai Ngại con số 3 Hương và Hường nó giống nhau, xong bẫy tình và sợ bẫy tiền. thế. Em đấy em Chưa cười. bay được anh chị em mình mấy năm thực sự các bạn ạ. À, rất là cũng thế đấy. Nên là Bởi đâm ra vì là không mọi người đúng yêu quá đúng ái không chị nhưng Hương, mà họ cứ nghĩ là đúng mình vô biết tuổi cùng lắm luôn đấy. em ạ. Bạn Thực thường sự ạ, họ là cứ nghĩ khi là mà mình biết hiểu tuổi mình đấy, rồi nên họ á cứ bông thì đùa mình với cho mình phép mình đó, là họ chính cứ bông mình đùa nữa với chị Hương, và mình hãy phát huy hết cái điểm mạnh của mình. Và em rất biết ơn chị Lan và chị Tuyết Mai, là những người thầy, em phải gọi là những Quả. người thầy đã dìu dắt em. Như chị Lan có nói ở đầu chương trình ấy, có đọc sách thế đọc sách nữa nhiều bạn ấy. Hôm đấy mà em còn nói với bạn ấy, bạn bảo em thậm chí không đọc sách mà là em còn đi học cái sách này rồi cơ. Thế nhưng mà em vẫn không nhận ra mà em vẫn đầu tư là lấy tiền ăn ngay và em đang mất rất nhiều tiền. Thế mới nói cái câu chuyện là nếu như mà chị Lan lúc nói là nếu như mà mình đọc sách nhưng không có người mình hướng dẫn chuẩn mình ấy, vẫn không có người mà khai mở cho mình ấy, em thì được các chị và toàn những người các chị vô cùng tuyệt vời và em được học tư duy từ các chị nên từ này em sướng quá em, bởi vì em thấy cuộc đời em ấy đúng là chị Hương ạ, cho đi ấy, xong mình nhận lại được nhiều hơn, thế mà mình không bao giờ mình mong cầu nhận lại đâu, nhưng mà vũ trụ ưu ái mà, nên là chị em mình á
may mắn là có các chị và em may mắn lắm, em đi đâu em gặp các chị vô cùng tuyệt vời để em học hỏi. Nên hôm nay chị Hương vào đây em cũng là học hỏi, và đến đây em cứ ngồi cười. Em ngồi cười em bảo sao cuộc đời em nó may mắn lắm ấy, bởi Rất vì là cảm là ơn chỉ các bạn. có cứ khi mà có khát Chị Hương khao, bảo bây khi giờ mà chỉ có có cười thôi, gặp ai cũng cười, mong muốn ai cũng giống như cười, là cứ cười thôi. gì nhỉ, khát khao đủ lớn thì người thầy xuất hiện đấy, khi bạn mong muốn thì có người thầy mới xuất hiện đấy. Thì lúc lúc mà em mong muốn em khát khao thì những người thầy xuất hiện giúp em, và ngay cả Túc Nông Mao cũng thế, chia sẻ cho em về tư duy, về tầm nhìn. Rồi em đi học các lớp của các Túc Kim Thơ và Đặng Công, nghĩa là những người dìu dắt mình đi trước rồi, nên không phải là ngẫu nhiên mình mà nhận ra đâu chị, chia sẻ cho mình chứ không phải là mình cứ đọc sách mà mình nhận ra đâu. Nên là cô chú anh chị, nếu như mà Hường có một câu nhắn nhủ thế này, bây giờ cũng là 10, gần 11 giờ kém rồi, chị em mình nhiệt huyết chia sẻ từ nãy đến giờ, chị nhắn nhủ với tất cả cô chú anh chị vào xem like của em Hường, bạn bè của Minh Hường có vào xem like của Minh Hường, thì hãy nghĩ rằng thì là tất cả những người ở đây toàn những người có tâm, toàn những người mong muốn chia sẻ giúp đỡ cộng đồng, để mong muốn bản thân họ giàu có rồi họ cũng mong muốn mình giàu có, và mong muốn xã hội Việt Nam giống như Bác Hồ nói là dân giàu nước với mạnh. Thế thì chúng mong muốn người Việt Nam mình giàu có để sánh vai được tất cả các cường quốc năm châu, đúng không ạ? Nên là cô chú anh chị hãy bỏ thời gian ra để mình trở thành những người dân, người công dân. Ngày mai là ngày hạnh phúc các gia đình Việt Nam đấy, ngày hạnh phúc đấy. Nên là chúng ta hãy hạnh phúc, sống trong hạnh phúc và thịnh vượng, chỉ có tài chính chúng ta mới hạnh phúc thực sự thôi, thực Nào sự bây giờ sâu từ mình bên được bác trong. có Lúc một đấy câu con là người ta, chúc cho tại mọi sao người mà có em hạnh phúc cực nhưng phải kỳ hạnh mà phúc thích trọn cái vẹn câu mà cơ, đại gia bởi giác vì ngộ là ấy, vì đàn rằng em ông không suốt mong đời cầu từ nhá, lúc anh nhưng nằm mà xuống tự bây giờ nhiên họ cứ bảo mình khát ôi rồi khao cái gì đủ cô cũng lớn phải làm thì nhưng mà vũ không trụ cho hợp cô lực đi cho dù mình và lễ hội đó. cô đi Thế khênh thì đi ngày thì mai là ngày không thế cho giới cô hạnh vào phúc, đấy em chúc bởi vì cô cô mãi mãi hạnh phúc để rất là tủ cho cả thế giới này mọi người hạnh thấy cái con số 3 không phúc. cho mình vào bởi vì mình là đơn lẻ công nhận Em ơi chắc chứ không chắn đi phải Dubai đơn rồi. lẻ mà cả làng bản thôn xóm cái việc là đại diện mà lại đơn lẻ nghĩ thương hại rất là tủi thân nhá. Thế nhưng mà đây mọi việc mình vẫn lo hết cho mọi người rồi, nhưng mỗi cái việc là mình không được vào trong nhưng mà thôi chấp nhận thôi, bây giờ biết làm nào. Thế nhưng mà Sao đâu chị, mình cứ làm hết ý mình là được rồi, còn không biết nó đến đâu thì cũng không biết. thế chị em mình Chị Hương sẽ ạ. có cái chủ Chị Hương với em Hường ạ. Tức là ngồi đây rồi em nhìn thấy là hai người, hai nữ tỷ phú xinh đẹp thi nhau nói, tức là cái con số 3 nó mới phát tán. Mọi người thấy không? Cái em con số nghe chị 3 thi Hương được nói chia nhỏ lắm, sẻ em không nghe thấy rõ. lắm luôn. Nó thi được chia sẻ lắm luôn. Thế thì chúc mừng hai chị em, tên Hương, tên Hường. Hai chị em là nữ tỷ phú có được biết được mình là ai để mà mình tiến tới được cái hạnh phúc và thịnh vượng, và đó cũng chính là chủ đề ngày hôm nay. Như vậy muốn biết được mình là ai, điều đầu tiên mình phải cài đặt tư duy nhá. Ai xem live stream rồi thì mình biết cài đặt cái tư duy của mình là gì. Nếu như tư duy của mình nó đi khác biệt với đám đông nhưng mà nó lại giống với những cái tư duy của tỷ phú và triệu phú thì chúc mừng các bạn. Thế nhưng đầu tiên có cái tư duy ấy rồi thì các bạn phải cho nó nảy nở ra, có nghĩa là các bạn phải hành động tới vô cùng. Hành động bằng cách nào? Tức là các bạn phải đi làm đầy kiến thức của mình hả? Làm đầy kiến thức của mình bằng cách nào? Tức là mình phải đi xem, nghe xem người thành công người ta nói gì. Và nếu như các bạn có đi ra mạng Facebook, TikTok hoặc là Zalo thì các bạn phải xem thử xem là cái trang cá nhân của họ ấy, họ ấy có đúng là những cái người thật việc thật không, hay người ta chỉ có giới thiệu với mình thôi. Xong rồi vào cái là người ta mời mình như vậy là chơi về những cái ngắn ngày, mà những cái ngắn ngày ấy thì nó có mang lại cho mình cái gì không, tiền đấy nó lấy từ đâu ra. Các bạn phải quản trị được rủi ro, quản trị được tất cả và quản trị được cảm xúc của các bạn thì lúc đấy các bạn mới không vướng vào bẫy tình và bẫy tiền. Còn khi mà các bạn vướng vào đó rồi thì khó nói lắm, đặc biệt là có cái con số 3 xinh đẹp như là chị Hương với lại em Hường đấy. Chúng ta thấy không, hai cái con số 3 trong cái ngày của các bạn, tức là lên sân khấu các bạn cầm mic là các bạn có thể nói từ sáng đến tận tối không hề vấp. Đó Tôi là muốn một cướp cái, mic chị ạ. đó là cái năng khiếu đặc biệt đấy, đó là năng khiếu đặc biệt đấy. Nhưng mà
Cái thế mạnh thì nó hay có điểm yếu đấy nhá, cho nên là đấy, ngày hôm nay là tặng chị Hương thế thôi, còn lúc nào á rảnh thì sẽ nói sâu hơn. Còn lại ngày hôm nay thì anh chị em mình biết được điều đó, hãy biết là mình phải nhớ này, trong cuộc đời của mình để làm tròn cái bánh xe cuộc đời của mình á, thì cái điều đầu tiên đó là mình phải làm đầy về tài chính. Cái tài chính nó sẽ giúp mình tự do tất cả. Cho nên là bây giờ mà muốn làm giàu về tài chính, điều đầu tiên là chúng ta phải làm đầy kiến thức lên. Đấy, sau khi đầy kiến thức xong rồi thì chúng ta hãy học hỏi những con người thành công để chúng ta bước tiếp cái con đường của ta. Và bây giờ thì có lẽ là cũng đã muộn rồi chị Hương nhỉ? Chị em mình, em Hương nhé, chị em mình sẽ kết thúc live stream tại này đây. Chúc chị Hương với em Hương luôn mạnh khỏe và tối nay nghỉ với cái nụ cười ở trên môi. Và hãy khẳng định mình, tôi là Thỏi Nam Châm thu hút những điều tốt đẹp nhất đến với tôi, thu hút những điều mà tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người, và chúc cho mọi người có một cái giấc ngủ ngon và sẽ có nhiều nhiều triệu cổ phần đấy, nhiều nhiều triệu cổ phần để tiến tới hạnh phúc, tự do và thịnh vượng. Còn tối ngày mai thì cũng vẫn cứ tiếp tục cái chương trình độ khoảng là 8:10 đến 8:15 chị đó, thì chúng ta lại tiếp tục cái chương trình để cho giới thiệu về những cái tư duy để cho tất cả mọi người vào thăm ghé tường Facebook của chúng ta để hiểu biết về nó. Và muốn cho mọi người nhận được cái giá trị này, chị Hương ạ, khi mà bạn mình thành công á thì mình mà cùng vui mừng với thành công của bạn mình sẽ được 10%. Cho nên là chị chia sẻ đi tất cả chị em mình nhé, ai còn trong livestream này hãy chia sẻ đi, và những ai xem lại thì hãy chia sẻ những livestream này thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều điều may mắn. Và dám chắc một điều rằng ai vào đây á mà nhận ra được thì là trong 3 năm tới sẽ vô cùng giàu có. Xin được gửi lời yêu thương tới tất cả mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn đồng hành cùng Lan và tất cả chị em. Vâng. Tặng anh chị em chúng ta một câu này thôi ạ. Chúng ta hãy nắm cổ phần trước IPO ạ. Vâng, với một cái tập đoàn tiềm năng như UST. Đấy, thì tặng lại anh chị em vậy. Hãy nắm cổ phần trước IPO. Đấy, lúc chúng ta rẻ thì mua đi. Đấy, để lúc đắt có mà bán, chúng ta chỉ có như vậy thôi. Đấy, Thanh Hương xin gửi tặng toàn thể anh chị em cả nhà. Xin chào. Rồi, xin kính chúc toàn thể anh em chúng ta luôn giàu có và hạnh phúc. Dạ. Em Hương và chị.